chương 181, tên mập mạp xui xẻo. Nhưng mà trong khi đang nói những lời này, tên mập mạp cũng không dám thở mạnh, thậm chí còn như có chút sợ hãi đối với Diệp Thu. Dù sao thì sức mạnh của Diệp Thu cũng thật sự rất khủng bố. Bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh, không đánh thì sang bên kia quỷ đi. Diệp Thu liếc mắt nhìn tên mập mạp và người đàn ông trung niên một cái, thản nhiên nói. Cậu, tên mập mạp và người đàn ông trung niên tức giận, lập tức chừng hai mắt hai người đều là người luyện võ, sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Ngay lập tức, hai người chẳng thèm kiêng kỵ cái gì nữa, vò thẳng về phía Diệp Thu. Tên mập mạp xông lên trước nhất, tức giận quát, lấy thịt đè người. Nói rồi, tên mập mạp rụt đầu lại, thân hình khổng lồ hơn 150 kg thẳng tắp phi về phía Diệp Thu, khí thế 10 phần, cứ như một con trâu điên húc đầu bay đến. Audio điện tử võ tấn bền Diệp Thu có vẻ vô cùng nhỏ bé so với hình thể hơn 150 kg ấy. Nhưng mà khi tên mập mạp sắp vào trước mặt Diệp Thu, Diệp Thu nâng chân lên, cứ như sút bóng mà trực tiếp đá thẳng cái bụng tròn vo kia của tên mập mạp. Dầm, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, sắc mặt tên mập mạp lập tức thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Thân thể to lớn kia trực tiếp bay ngược về phía sau. Cứ thế, những thành viên của hội Tân Nguyệt đang đứng sau lưng tên mập mạp cũng hoàn toàn xui xẻo. Lập tức trong không khí đầy tiếng kêu la. Khi tên mập mạp béo phì hơn 150 kg kia đáp xuống chỗ nào thì gần như không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong chớp mắt đã có mấy người bị đánh bay ra ngoài, ngã đến mức bị thương nặng. Có mấy tên khác thì xui xẻo hơn, bị tên mập mạp đè cho hộc máu bỏ mình ngay tại trận. Vốn một vòng vây nghiêm ngặt như thế, mà bị thân hình vĩ đại của tên mập mạp vạch ra một cái lỗ hổng theo cách này. Đương nhiên đây cũng không phải điều mà bản thân tên mập mạp muốn làm bây giờ hắn ta chẳng thể khống chế được thân thể của chính mình. Sức mạnh một đạp này của Diệp Thu thật sự vô cùng khủng bố. Tên mập mạp vẫn cứ thế bay ra xa khoảng mấy chục mét, mắt thấy sẽ va vào trên vách tường của quán ba, hắn ta thở phào một hơi, nghĩ thầm rằng chắc là cuối cùng cũng dừng lại rồi nhỉ. Nhưng không như suy nghĩ. Chỉ nghe, ầm, um, một tiếng, thân hình vĩ đại của tên mập mạp va vào vách tường rồi sau đó trực tiếp đục ra một cái lỗ lớn trên tường mà bản thân hắn ta bay thẳng ra ngoài quán ba, lăn ra đường cái bên ngoài. Lúc này mới xem như ngừng lại. Nhưng mà vẫn chưa đợi tên mập mạp kịp ngọ ngợi đứng lên, đột nhiên có một chiếc xe tải lớn gào thét lao tới, đâm cho tên mập mạp không thấy bóng dáng ngay tại chỗ. Mà bây giờ đây, khả năng sống sót của hắn ta vẫn là một ẩn số. Dựa theo tốc độ vừa rồi của chiếc xe tải, chỉ sợ lớp mỡ nhiều tầng trên người tên mập mạp cũng không chống đỡ nổi, e rằng chỉ còn một con đường chết mọi người trong quán ba thấy cảnh tượng này đều nuốt một ngụm nước bọt trên mặt phủ kín sự hoảng sợ cảnh tượng ban nãy khi lão già dâu bạc bị đánh bay cũng đã đủ khiến bọn họ rung động rồi nhưng mà bọn không ngờ tới cảnh tượng rung động hơn lại tới nhanh như thế điều này khiến trái tim bọn họ bắt đầu có chút không chịu nổi phía sau là từng đợt lạnh sống lưng mập mạp sắc mặt từ vân long trầm xuống lập tức quay đầu chừng mắt nhìn diệp thu hai mắt cũng sắp phun ra lửa tao phải cho mày chết nhất định tao phải cho mày chết ngay vào giờ phút này từ vân long thật sự căm hận diệp thu tới cực điểm hận không thể lột ra rút gân diệp thu ngay tại chỗ trước khi diệp thu đến anh ta có bốn đại cao thủ dưới tay oai phong đến mức nào thì khỏi phải nói nhưng mà bây giờ thì sao một tên bị khảm trên tường gỡ cũng không gỡ ra được một ông già trực tiếp biến thành cụt một tay còn một tên tên mập mạp chưa biết sống chết chỉ còn lại một mình người đàn ông trung niên này là nguyên vẹn có thể thảm hơn nữa hay không ngay vào lúc này trái tim từ vân long đều dỉ máu lên tất cả lên hết cho tôi giết chết nó cho tôi từ vân long quay đầu nhìn những thành viên của hội tân nguyệt hung tợn nói nhưng mà lệnh này của từ vân long vừa ra cũng chẳng ai đáp lại anh ta giờ phút này tất cả các thành viên của hội tân nguyệt bao gồm cả người đàn ông trung niên trong đó ánh mắt đều tập trung về phía Diệp Thu, đều tràn ngập sự sợ hãi, chậm chạp không dám tiến lên. Dù sao thì ban nãy sức mạnh mà Diệp Thu phô bày ra cũng thật sự vô cùng đáng sợ. Thấy thế, cả người Từ Vân Long sắp bị chọc điên lên, hai mắt đỏ bừng nói: Ai có thể giết được thằng chó này thì thưởng một triệu. Có một thứ sức mạnh gọi là sức mạnh của đồng tiền, chỉ cần đủ tiền, chắc chắn sẽ có kẻ gan dạ theo lời nói của từ vân long phát ra ánh mắt mọi người ở đây nhìn diệp thu nhất thời trở nên cực kỳ nóng giống như đó không phải một con người mà là một đống tiền lấp lánh ánh vàng mà thói đời bây giờ có ai mà không thiếu tiền nhất là những tên suốt ngày làm những công việc nguy hiểm như thế nào nếu mà có tiền thì có đến nỗi phải đi làm đàn em cho người ta sao mà bây giờ một cơ hội kiếm tiền lớn như thế bỗng nhảy ra trước mặt họ đó chính là một triệu đấy nếu có thể lấy được số tiền này tuy không thể đến mức lập tức biến thành phú ông, nhưng ít nhất về sau không lo ăn uống. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều động lòng. Còn ngây ra đó làm gì nữa hả? Mỗi ngày chúng ta liều chết liều sống đều không phải vì tiền hay sao? Bây giờ tiền đang ở ngay trước mặt rồi, anh em xông lên thôi. Mà đúng lúc này, không biết ai trong đám người hô một tiếng. Tất mọi người ngay lập tức như phát điên gào thét vọt về phía Diệp Thu, bao gồm cả người đàn ông trung niên kia. Từ Vân Long nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, nhãi danh, lần này để tao xem mày có chết hay không. Tuy rằng thân thủ của Diệp Thu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đều là một đánh một. Từ xưa đến nay đều biết rằng hai nắm đấm khó đánh nổi bốn đối thủ. Cho nên Từ Vân Long tin tưởng rằng, mấy trăm anh em của mình cùng nhau tấn công Diệp Thu, cho dù mệt cũng có thể khiến Diệp Thu mệt đến chết. Cái này gọi là chiến thuật biển người. Diệp Thu nhìn mấy trăm thành viên của hội Tân Nguyệt đang lao về phía mình, vươn vai rồi ngáp một cái, thản nhiên nói tôi hơi mệt rồi. Mấy tên nhãi nhép này để mấy người giúp tôi giải quyết đi. Lời này của Diệp Thu như là nói với bản thân mình, cũng như nói với không khí. Khi lời anh vừa dứt, vài tiếng, phụt phụt phụt, vang lên, năm cái bóng màu đen dáng xuống từ trên trời, cũng chẳng biết tới kiểu gì, đúng lúc dừng ở bốn phía quanh Diệp Thu, bảo vệ Diệp Thu ở ngay chính giữa các thành viên của hội Tân Nguyệt thấy thế đều kinh ngạc. Yêu ho, tử vân long cười khinh bỉ, vẻ mặt khinh thường nói, sao thế? Còn dẫn theo người tới giúp nữa à? Nhưng mà năm người chúng mày thì có thể làm được cái đờ sao o gì chứ? Mỗi đứa đàn em của tao nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết chúng mày rồi. Ồ, thật không? Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười như đang suy nghĩ tới điều gì. chương 182, Càn Quét Ngàn Quân, 5 người đấu 300 người. Cho dù là học sinh tiểu học cũng biết rõ, chắc chắn nhiều người chiếm ưu thế, hơn nữa tuyệt đối là ưu thế nghiền áp. Nhưng mà, giờ phút này hình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Bóng đen dáng từ trên trời xuống nghe như bị đập từ trên trời xuống. Chỉ thấy 5 người này xông vào đoàn người, giống như hổ xông vào giữa bầy cừu. Lập tức liên tục có tiếng kêu thảm thiết. Hàng loạt thành viên của hội tân nguyệt kêu thảm ngã trên đất. Trong nháy mắt, năm người này giống như thiên thần xuống trần gian, liên tục di chuyển linh hoạt giữa đám đông và giết người. Thành viên hội Tân Nguyệt ngã xuống trên diện rộng. Mà năm người càng đánh càng hăng, giống như không biết mệt, một chiêu đã có thể xử lý hai ba tên thành viên hội Tân Nguyệt. Cứ như vậy thời gian chưa tới 5 phút, hơn 300 thành viên của hội Tân Nguyệt đã bị diệt hoàn toàn. Bao gồm cả nam thanh niên Đai Đen Taekwondo, cũng bị một người trong đó đánh một cái ngã trên đất, cuối cùng cũng không thể đứng dậy. Ngay lập tức, trên sàn nhà của cả quán ba đều ngổn ngang la liệt đầy bóng người, một đám kêu rên vô cùng thảm thiết. Đến lúc này, bên hội Tân Nguyệt cũng chỉ còn tư lệnh không quân từ Vân Long còn đứng được. Về phần cường tử thì đã sớm bị dọa ngồi phịch trên đất, ngay cả thả một cái rắm mà cũng không dám. Sao, sao điều này có thể xảy ra? Từ Vân Long nhìn các thành viên la liệt đầy trên đất kêu rên, trên mặt đầy giấy sự khiếp sợ và biểu cảm khó tin vì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của anh ta về thế giới. Năm người đánh 300 người, chỉ trong vài phút mà toàn bộ bị đánh bại. Còn năm người kia thì ngay cả kiểu tóc cũng không bị rối Đám súc vật này có thể bớt vô lý lại một chút không hả? Ngay bây giờ, cả người từ Vân Long cũng không thể bình tĩnh, thân thể không ngừng run lên. Vèo! Lúc này, một bóng dáng màu đen lách mình tới bên cạnh từ Vân Long, sách cổ áo của anh ta, mang thẳng tới trước mặt Diệp Thu, lập tức nhắm vào chân Từ Vân Long, hung hăng đạp một cước. Phù phù, Từ Vân Long quỳ xuống ngay tại chỗ trước Diệp Thu. "Cậu, rốt của cậu là ai?" Thân thể Từ Vân Long run rẩy, nhìn Diệp Thu, run sợ hỏi. "Thân phận của tôi không quan trọng, ông có thể xem tôi là một người qua đường thích lo chuyện bao đồng." Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, cười nhạt nói. "Nghe vậy, khóe môi Từ Vân Long lập tức run mạnh người qua đường nào cũng như anh vậy chẳng phải thế giới này đều loạn rồi sao hít sâu một ngụm khí lạnh từ vân long cũng là một người có lý trí trong lòng anh ta hiểu rất rõ chuyện tới ngày hôm nay cho dù nói gì làm gì cũng đều vô nghĩa chỉ có thể cầu xin tha thứ mới là con đường sống duy nhất nghĩ đến đây từ vân long vội vàng nhìn diệp thu nói việc đã đến nước này tôi đã biết lỗi cậu có thể tha cho tôi một đường sống không còn phải xem biểu hiện của ông." Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe lời nói ấy, cuối cùng Từ Vân Long như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Được, cậu muốn tôi làm thế nào, nhất định tôi sẽ nghe theo." "Tôi hỏi ông, có phải những đứa trẻ bị bọn buôn người lừa gạt từ khắp nơi ở Giang Châu đều tạm giam giữ ở chỗ này của ông không?" Hai mắt Diệp Thu nheo lại, lạnh giọng hỏi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Từ Vân Long hơi thay đổi cười gượng hỏi, cậu hỏi cái này để làm gì? Ông chỉ cần trả lời tôi có và không, không cần nói nhiều lời vô ích. Trong mắt Diệp Thu lóe sáng, âm thanh lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng khiến cả người Từ Vân Long không kìm chế được run lên, vội vàng gật đầu, nụ cười cứng đờ nói, phải, đều ở trong này. Nghe lời nói ấy, Diệp Thu phất tay. Năm bóng đen kia lập tức lóe lên, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất không thấy đâu giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại rất kỳ dị từ vân long sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này dẫn tôi đi xem diệp thu nhìn từ vân long thản nhiên nói tuy giọng điệu của anh bình thản nhưng trong đó lại tràn đầy sự uy nghiêm không cho phép nghi ngờ từ vân long đành phải gật đầu không dám từ chối dù sao bây giờ bản thân anh ta cũng khó đảm bảo an toàn cho chính mình hiển nhiên cũng bất chấp mọi thứ cứ như vậy dưới sự hướng dẫn của Từ Vân Long, hai người đi tới tầng hầm của quán Ba Tân Nguyệt. Tầng hầm quán Ba Tân Nguyệt có tổng cộng hai tầng. Tầng đầu tiên là hầm rượu bình thường, dùng để cất chứa các loại rượu bia. Mà dưới tầng đầu tiên còn có một tầng nữa. Nhưng vốn dĩ bình thường không cho phép người ngoài bước vào nơi nào. Cửa vào thông xuống tầng thứ hai được thiết lập ở một góc vô cùng khó thấy, và nằm dưới sàn nhà, là một cánh cửa sắt hình vuông rất nhỏ, một lần chỉ có thể cho một người leo xuống ở xung quanh cửa vào còn có 10 tên thành viên hội Tân Nguyệt canh gác. Chẳng qua, có tử vân long dẫn đi, đương nhiên 10 tên thành viên này không dám ngăn cản. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thu, còn tưởng Diệp Thu là người mua hàng. Cứ như vậy, Diệp Thu để tử vân Long xuống trước, sau đó lập tức đi theo. Sau khi tới tầng hầm thứ hai, nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Thu nhíu chặt chân mày. Bởi vì, tầng hầm thứ hai này thật sự giống như một nhà tù dưới ngọn đèn u ám, bốn phía đều là phòng giam sắt. Mà trong phòng giam sắt này, còn giam giữ những bóng dáng nhỏ gầy gò. Diệp Thu đếm sơ qua một chút, nơi này ít nhất cũng có hơn trăm người. Lúc này bọn nhóc ngồi xổm đáng thương trong góc nhà tù, trên mặt đầy giấy sự hoảng sợ và nước mắt. Thậm chí không ít đứa nhỏ bị thương, rõ ràng là bị người ta dùng roi đánh. Diệp Thu vội vàng tiến lên phía trước, muốn tới gần một chút để nhìn vết thương của bọn nhỏ nhưng sau khi đứa nhỏ nhìn thấy Diệp Thu, ngay lập tức trên mặt lộ ra sự sợ hãi, theo bản năng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Diệp Thu, thân thể lạnh lẽo run lên. Điều này khiến lòng Diệp Thu không nhịn được cảm thấy chua sót. Xem ra bình thường đứa nhỏ này bị đánh không ít, thậm chí đã tạo thành bóng ma tâm lý. Chỉ cần có một người lớn đến gần, bọn nhỏ sẽ sợ hãi và lùi bước theo bản năng. Lúc này sắc mặt Diệp Thu vô cùng tối tăm, quay đầu nhìn từ Vân Long, giọng nói lạnh như băng hỏi vì sao lại đánh bọn nhỏ cậu diệp cậu hiểu lầm rồi không phải chúng tôi làm vết thương trên người bọn nó hoàn toàn là do bọn nó tự đấu đá lẫn nhau sắc mặt từ vân long thay đổi vội vàng giải thích thật sao hai mắt diệp thu nheo lại giọng nói càng lúc càng lạnh như băng thật thật mà từ vân long mỉm cười gật đầu ông ta đang nói dối nhưng đúng lúc này một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên từ trong nhà tù dưới mặt đất vang lên. mươi 183, Yasuo che mặt. Thấy vậy, cả người Diệp Thu sửng sốt. Không phải hội Tân Nguyệt lừa bán trẻ em sao? Tại sao chỗ này lại có một phụ nữ? Diệp Thu quay đầu liếc từ Vân Long một cái, lạnh giọng nói đây là chuyện gì? Cô ta, cô ta là một phóng viên, lúc trước muốn lén lút ngầm điều tra nơi này, bị chúng tôi bắt được cho nên nhốt lại ở đây. Từ Vân Long cười gượng giải thích. Nghe vậy, hai mắt Diệp Thu nheo lại, lập tức trực tiếp đi đến trước phòng giam người phụ nữ xinh đẹp kia, thản nhiên nói: "Cô thật sự là một phóng viên sao?" "Đúng vậy, tôi tên là Tống Thiến, là phóng viên tờ báo Giang Châu." Người phụ nữ xinh đẹp vội gật đầu, trả lời. Diệp Thu suy nghĩ một chút gật đầu nói: "Vừa rồi cô nói ông ta đang gạt người, là chuyện thế nào?" "Hừ, vết thương trên người bọn nhỏ đều do người của họ gây ra." chỉ cần không nghe lời là đánh, chỉ cần khóc là đánh, chỉ cần nói lung tung là đánh, không chỉ có đánh, lại còn không cho ăn cơm, quả thật bọn họ đối xử với bọn nhỏ như gia súc, không có chút tình người. Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Nghe lời nói ấy, sắc mặt Diệp Thu càng lạnh hơn. Cuối cùng bây giờ anh đã biết, cái gì gọi là địa ngục trống trải, ác ma ở trần gian. Đám người từ Vân Long chính là ác ma bọn họ không chỉ hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của bọn nhỏ mà còn tàn phá tâm hồn thơ ngây của chúng hoàn cảnh kiểu này thì ngay cả người lớn còn không chịu nổi càng không nói tới mấy đứa con nít ngây thơ cậu diệp cậu đừng nghe người phụ nữ này ở đây la hét cô ta bị chúng tôi bắt trong lòng căm hận nên mới vu cáo hãm hại chúng tôi chúng tôi đối xử với đám nhỏ rất tốt sao có thể ra tay đánh chúng chứ từ vân long vội vàng đi lên cười gượng giải thích tôi không nói bậy chính các người làm đám xúc sinh không có tình người tống thiến lường từ vân long một cái cắn răng nói cô ta cũng không đếm xỉa tới bị giam nhiều ngày như vậy vất vả lắm mới có người ngoài vào đây cho nên cô ta muốn đánh cược một phen xem diệp thu có thể cứu mình ra ngoài hay không nếu không vẫn tiếp tục bị nhốt trong hầm giam tối tăm một ngạt này còn không bằng chết đi cho rồi con đàn bà thối mày dám nói bậy một câu nữa thử xem Tử Vân Long hung hăng chừng mắt nhìn Tống Thiến, lập tức dùng tay nắm tóc Tống Thiến, muốn tát Tống Thiến hai cái. Rầm! Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng vang nặng nề. Cả người Tử Vân Long bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tay vịn của phòng giam sắt, phun ra một ngụm máu tươi, mắt kính kim loại cũng bị rơi trên đất. Mà người đá chính là Diệp Thu. Tống Thiến thấy vậy cũng sửng sốt, lập tức nhảy nhót hoan hô tại chỗ, đánh hay lắm, đánh chết tên mặt người giả thú này cậu Diệp, cậu. Từ Vân Long nhìn Diệp Thu, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Anh ta cũng không ngờ là đột nhiên Diệp Thu ra tay với mình. Cho ông 10 giây, cho tôi một lý do không giết ông. Diệp Thu đi tới trước mặt Từ Vân Long, đạp vỡ cặp kính kim loại, lạnh lùng nói. "Chẳng phải cậu đã nói là không giết tôi sao?" Thân thể Từ Vân Long run rẩy hỏi. "Có sao, ồ, tôi hối hận rồi." Mặt Diệp Thu không chút thay đổi nói. Từ Vân Long sợ tới mức mặt thay đổi lớn, vội vàng bò lại bên chân Diệp Thu, dập đầu xin tha thứ, "Cậu Diệp, tôi xin cậu, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi, cậu muốn tôi đưa anh bao nhiêu tiền cũng được, 10 triệu sao? Hay 50 triệu, hoặc 100 triệu cũng được, cậu ra giá đi, chỉ cần trong khả năng của tôi, chắc chắn tôi sẽ không trả giá." "Dùng tiền bẩn mà ông bán trẻ em để hối lộ tôi đúng không?" Sắc mặt Diệp Thu tối tăm, không không phải vậy ý tôi không phải vậy tôi chỉ cần mạng sống cầu xin cậu tha cho tôi một con đường sống đi từ vân long vội vàng lắc đầu giải thích ngay giờ phút này anh ta chẳng cần cái gì cả tôn nghiêm khí thế gì đó toàn bộ đều vứt sang một bên đi thôi thứ anh ta muốn chính là tiếp tục sống nếu ngay cả mạng sống cũng không còn thì muốn những thứ kia có ích gì chứ có vài người có thể sống nhưng có vài người nhất định phải chết không cần nghi ngờ ông thuộc loại người sau trong mắt diệp thu lóe sáng nâng chân lên trực tiếp đạp thẳng vào ngực từ vân long không chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên một cú đạp mạnh của diệp thu dừng trên ngực của từ vân long ngay tức khắc ngực từ vân long bị lõm vào từ vân long lập tức trợn tròn hai mắt phun ra một ngụm máu đen rồi chết tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng này cả người tống thiến đều sững sờ ngay sau đó một tiếng thét chói tai vang vọng cả hầm giam. Giờ phút này, Tống Thiến vô cùng sợ hãi. Đầu tiên cô ta là một người phụ nữ. Tiếp theo, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy trường hợp giết người đẫm máu thế này. Cô ta sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run lên. Đừng la, tôi chỉ đưa ông ta đến nơi mà ông ta nên tới, có gì phải ngạc nhiên chứ. Diệp Thu quay đầu lại liếc Tống Thiến một cái, tức giận nói anh, vậy mà anh lại giết hội trưởng của hội Tân Nguyệt. Rốt cuộc anh là ai? Thân thể Tống Tiến run lên, vẻ mặt sợ sệt nhìn Diệp Thu. Người cứu cô. Diệp Thu thản nhiên nói. Anh trực tiếp đi tới phía trước, đưa tay tới ổ khóa phòng giam của Tống Tiến, nhẹ nhàng kéo ra. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Cái khóa bằng đồng to chừng một ngón tay đã bị Diệp Thu dùng tay gỡ ra tại chỗ. Trong nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp của Tống Thiến trợn tròn vì ngạc nhiên và hoảng sợ. Sức lực này cũng quá lớn rồi. Ngay sau đó, Diệp Thu dùng tốc độ cực nhanh tháo đứt toàn bộ ổ khóa của tất cả phòng giam phía trước. Sau đó lấy điện thoại từ trong túi áo của Từ Vân Long ném cho Tống Thiến. Thản nhiên nói: giao hết chỗ này cho cô đấy, trực tiếp báo cảnh sát đi. Vậy còn anh? Tống Thiến hơi sừng sốt, nhìn Diệp Thu hỏi. Tôi không tiện xuất hiện trước mặt cảnh sát. Diệp Thu thản nhiên nói. Nhưng nếu cảnh sát hỏi những chuyện này, tôi nên giải thích thế nào? Đôi mày xinh đẹp của Tống Thiến hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Cô nói có một người đàn ông che mặt tên Yasuo xuất hiện, cứu các người, sau đó đã rời đi rồi. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp xoay người bước nhanh về phía cửa ra, chỉ sau chốc lát đã biến mất không thấy đâu. Á à, sách, Tống Thiến cao đôi mày xinh đẹp, trên mặt lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Bởi vì cô ta cảm thấy hình như cô ta đã từng nghe nhắc đến cái tên ở đâu đó, bước ra từ hầm giam. Diệp Thu vẫn chưa vội rời đi mà trước hết đi một chuyến đến văn phòng của Từ Vân Long. Anh vẫn muốn tìm thứ gì đó, chính là toàn bộ danh sách buôn lậu ở Giang Châu. Nếu quán Ba Tân Nguyệt là trụ sở chính của hội Tân Nguyệt, cũng là trụ sở chính của tất cả bọn buôn lậu. Chương 184, tiến họ xuống địa ngục. Nếu không phải muốn tìm được danh sách này, Diệp Thu cũng không muốn giao cho cảnh sát mà muốn tự mình giải quyết. Từ đầu đến cuối, những tên súc sinh cặn bã của xã hội này không xứng đáng được tiếp tục sống trên đời. Cho nên Diệp Thu chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc, tiến tất cả bọn họ xuống địa ngục. Sau khi sao lưu toàn bộ thông tin danh sách vào điện thoại của mình, Diệp Thu chỉnh sửa rồi gửi bản danh sách buôn người cho Âu Dương Hạo. Không lâu sau Âu Dương Hạo gọi điện tới. Alo, đại ca anh định xử lý những người này thế nào âu dương hạo trực tiếp mở miệng hỏi dù sao đã làm đàn em của diệp thu lâu như vậy diệp thu có ý nghĩ gì anh ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra khiến bọn họ hoàn toàn biến mất trên thế giới này trong mắt diệp thu lóe sáng lạnh lùng nói đã hiểu khóe môi âu dương hạo hơi công lên lập tức nói đúng rồi tôi đã tìm được ví tiền của anh chỉ là không bắt được người Giấy tờ bên trong thế nào? Có mất không?" Hai mắt Diệp Thu nheo lại, thản nhiên hỏi. "Không mất, tất cả giấy tờ đều còn, nhưng mà, nói tới đây, đột nhiên Âu Dương Hạo không nói tiếp được nữa. Bởi vì bên kia điện thoại, anh ta đang vất vả nhịn cười. "Nhưng cái gì?" Diệp Thu nghi ngờ hỏi. "Nhưng mấy trăm tệ trong ví tiền thì không thấy đâu." Âu Dương Hạo cố nhịn cười nói. Nói xong, anh ta suýt nữa không nhịn nổi, bật cười tại chỗ nghe thấy những lời này khóe môi diệp thu run rẩy giỏi lắm lạc y y mấy trăm tệ mà cô cũng không tha tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô hít sâu một hơi diệp thu vội trầm giọng nói không được nói chuyện này cho bất cứ ai đùa cái gì chứ nếu để người khác biết là ví tiền của diệp thu anh bị một người phụ nữ cướp mất vậy anh không cần mặt mũi sao sau này đúng thật là không có mặt mũi trở về phụt âu dương hạo lập tức cười phá lên vội vàng nói, được, đại ca, anh yên tâm, tôi chắc chắn giữ kín như bưng. Tốt nhất cậu nên như vậy, nếu không, cậu chuẩn bị bị tôi giam giữ 10 năm đi. Diệp Thu cảnh cáo nói, anh biết rằng mồm miệng cái thằng nhóc Âu Dương Hạo này có hơi rộng, cho nên phải cảnh cáo trước một phen, nếu không để anh ta nói ra, vậy thì mất hết thể diện. 10 năm á, Âu Dương Hạo lập tức hít một hơi khí lạnh, khóe môi run mạnh, không biết nói gì, đại ca, anh cũng quá độc ác rồi không độc ác cậu có thể cải thiện trí nhớ không diệp thu cười lạnh nói được rồi được rồi anh cứ yên tâm tôi bảo đảm không nói ra ngoài đâu âu dương hạo vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói như vậy còn tạm được diệp thu gật đầu lập tức cúp điện thoại vừa chuẩn bị cất điện thoại rời đi nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của diệp thu đột nhiên vang lên diệp thu nhíu mày còn tưởng rằng âu dương hạo gọi tới cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nhận điện thoại rồi lạnh lùng hỏi, thế nào, còn việc gì sao? Diệp Thu, anh chạy đi đâu rồi? Ngôn tình hay? Đột nhiên một câu nói lạnh như băng từ điện thoại truyền đến. Cả người Diệp Thu sửng sốt, vội vàng nhìn thoáng qua dãy số hiện trên màn hình điện thoại. Vậy mà cuộc gọi này là của Lâm Thanh Nhã gọi tới. Ngay lập tức Diệp Thu như chuột gặp phải mèo, sắc mặt thay đổi, vội vàng giải thích, Thanh Nhã, thì ra là em, Tôi còn tưởng là nhân viên bán bảo hiểm gọi lại cho tôi, vừa rồi có nhân viên bán bảo hiểm gọi tới, em không biết đâu, cậu ra thật phiền phức, anh đã nói không mua mà cậu ta vẫn cứ lải nhải không yên. Tôi đâu quan tâm anh đã nói chuyện điện thoại với ai. Anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, người đâu?" Lâm Thanh nhã lạnh lùng nói. Nghe vậy, Diệp Thu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại theo bản năng. Vừa nhìn một cái, sắc mặt Diệp Thu lập tức thay đổi bởi vì anh phát hiện bây giờ đã là 10 giờ rưỡi sáng. Đúng ra giờ vào làm là 8 giờ, nói cách khác, anh đã trễ khoảng 2 tiếng. Không đúng, này cũng không xem như đi trễ mà xem như là nghỉ làm rồi. Lúc này Diệp Thu bắt đầu luống cuống. Phải biết rằng, trước đây không lâu, anh vừa mới bảo đảm với Lâm Thanh Nhã là phải tiếp tục cố gắng làm việc thật tốt. Kết quả lần này nghỉ làm 2 tiếng. Đây không phải tự vả vào mặt mình sao? Giờ phút này, Tim Diệp Thu bắt đầu đập nhanh hơn, vô cùng hoảng sợ. Nói thật, cho dù bây giờ để anh đi phá một quả bom hẹn giờ sớm nổ mạnh, anh cũng không chút hoảng sợ. Nhưng chuyện này liên quan đến Lâm Thanh Nhã. Anh cũng vẫn biết rõ chừng mực. Nói đi, sao lại không trả lời tôi? Bây giờ anh đang ở đâu? Tóm lại còn muốn làm việc không? Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói, bên trong lời nói tràn ngập sự thất vọng. Sắc mặt Diệp Thu thay đổi, vội vàng nói, chuyện này, Thanh Nhã em đừng gấp trước hết hãy nghe tôi giải thích thật ra tôi đi thảo luận với khách hàng khách hàng này rất quan trọng hơn nữa thời gian hẹn của chúng tôi có hơi sớm cho nên tôi chưa kịp đến công ty đã trực tiếp đi gặp khách hàng thảo luận với khách hàng ư ha ha được thôi vậy bây giờ anh đang thảo luận tốt chứ lâm thanh nhã lạnh lùng cười giọng điệu lạnh như băng hỏi thảo luận tốt lắm đang trên đường quay về công ty diệp thu vội vàng nói được Tôi chờ anh ở văn phòng, anh tới rồi nói với tôi, rốt cuộc là khách hàng quan trọng gì?" Lâm Thanh nhã lạnh lùng nói. Bên kia, cô trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng gác máy, sắc mặt Diệp Thu cũng thay đổi, lập tức bất chấp mọi thứ, vội vàng chạy ra khỏi quán bar, bắt taxi chạy tới tập đoàn Lâm thị. Khi ở trên đường, Diệp Thu suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Lưu Viễn Trí, để ông ta giúp tìm một vị khách hàng tóm lại có thể mua mỹ phẩm trang điểm với số lượng là được. Suy cho cùng thì Lâm Thị chủ yếu là khai thác và sản xuất mỹ phẩm trang điểm. Mà phòng nghiệp vụ của Diệp Thu cũng chủ yếu là đẩy mạnh tiêu thụ mỹ phẩm trang điểm. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, anh phải tìm được một khách hàng có thể mua số lượng lớn mỹ phẩm trang điểm mới có thể bù đắp lời nói dối này. Về việc này, đương nhiên Lưu Viễn Trí rất vui vẻ đồng ý, có thể cho Lâm Thị một đơn hàng lớn cũng coi như trả lại ơn nghĩa cho Diệp Thu chương 185, một khách hàng lớn. Thấy vậy, Diệp Thu cũng sửng sốt. Không phải cái tên Châu Thiệu Phong này là người của Lâm Vĩ sao? Ông ta đến chỗ của Lâm Thanh Nhã làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn vội vàng đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, cười gượng nói Tổng Giám Đốc Lâm, thật ngại quá, tôi đã đến muộn. Ha ha, Diệp Thu, chỉ sợ không phải cậu đến muộn gì mà là trực tiếp nghỉ làm chứ bây giờ là 11 giờ, đã qua cả một buổi sáng rồi. Lâm Thanh Nhã còn chưa kịp mở miệng, Châu Thiệu Phong lạnh lùng cười nói. Lâm Thanh Nhã cao đôi mày xinh đẹp nhìn Châu Thiệu Phong, giọng nói lạnh như băng, giám đốc Châu, tôi sẽ xử lý chuyện Diệp Thu đi muộn, nếu không còn chuyện gì, mời ông rời đi. Có chuyện, đương nhiên tôi có chuyện. Châu Thiệu Phong lập tức đứng dậy từ sofa, nhìn Lâm Thanh Nhã, cười lạnh nói, tổng giám đốc Lâm, tôi biết quan hệ giữa cô và Diệp Thu, Tôi cũng biết chắc hẳn lần này cô sẽ bao che cho cậu ta, nhưng nhất định tôi phải tuyên bố điều này trước, phải trừng phạt nghiêm khắc đối với chuyện Diệp Thu nghỉ làm cả buổi sáng, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ công ty. Giám đốc Châu, chỉ sợ ông nói chuyện hơi giật gân rồi. Hai mắt lâm thanh nhã nheo lai, giọng điệu lạnh như băng nói. Tôi nói chuyện giật gân ư. Châu Thiệu Phong lạnh lùng cười, trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, Diệp Thu. Cậu ta vừa được cô đặc biệt đề cử làm trưởng phòng nhỏ của phòng tiêu thụ, đáng lẽ chuyện này đã phá hủy quy tắc của công ty. Cho dù cậu ta lập công lớn nên không ai nói gì về chuyện này, nhưng vẫn tạo ảnh hưởng không tốt. Trong lòng rất nhiều nhân viên cũng đều cực kỳ không hài lòng. Mà bây giờ Diệp Thu lại cầm đầu nghỉ làm, thử hỏi nếu không nghiêm túc xử lý việc này, một khi mở đầu việc này, chẳng phải về sau tất cả mọi người đều cho rằng nghỉ làm cũng chẳng có gì ghê gớm, do đó đều bắt đầu bỏ bê công việc thì sao? đến lúc đó tập đoàn lâm thị to lớn như vậy thì làm sao mà quản lý được châu thiệu phong nói xong những lời này lâm thanh nhã nhíu đôi mày xinh đẹp đột nhiên không biết phải phản bác châu thiệu phong thế nào tuy rằng lời nói của châu thiệu phong có chút đáng sợ nhưng cũng không phải không có chút đạo lý điều này khiến cô có muốn bao che cho diệp thu cũng không biết nên nói thế nào mới tốt thấy vậy diệp thu cười nhạt nhìn châu thiệu phong không kiêu ngạo không nịnh nọt giám đốc châu tôi nghĩ ông có chút hiểu lầm trong chuyện này rồi. Hiểu lầm cái gì, nghỉ làm chính là nghỉ làm, có gì mà hiểu lầm chứ? Châu Thiệu Phong lườm Diệp Thu một cái, tức giận nói. Là thế này, lúc tôi tới, tôi đã giải thích qua điện cho Tổng Giám Đốc Lâm về lý do sáng nay tôi đi muộn, là vì tôi phải đi gặp một khách hàng quan trọng trước cho nên tới trễ một chút, cũng không phải vô duyên vô cớ bỏ bê công việc. Diệp Thu mỉm cười. Đúng vậy, Diệp Thu đã nói qua với tôi lâm thanh nhã gật đầu lạnh lùng nói ha ha châu thiệu phong cười khinh miệt vẻ mặt cười nhạo nhìn lâm thanh nhã hỏi tổng giám đốc lâm viện cớ vụng về như vậy mà cô cũng tin được sao cậu ta nói đi gặp khách hàng là thật sự đi gặp khách hàng sao chẳng phải sau này người khác đều dùng lý do này để bỏ bê công việc à không biết giám đốc châu có ý gì hai mắt diệp thu nheo lại thản nhiên hỏi cậu nói cậu đi gặp khách hàng vậy đưa bằng chứng ra đây ví dụ như gặp khách hàng gì, cách thức liên lạc là gì, công ty nào, có thảo luận thành công đơn hàng hay không, vân vân. Chỉ cần cậu có thể đưa ra những chứng cứ đó, tôi có thể không truy cứu việc này, nếu không chắc chắn tôi sẽ đuổi việc cậu. Cho dù lúc đó Tổng Giám Đốc Lâm có giúp cậu bào chữa ác cũng không có tác dụng gì. Châu Thiệu Phong lạnh lùng nói. Ông ta tin chắc rằng Diệp Thu không có những chứng cứ đó. Dù sao Diệp Thu là người mới, vừa nhậm chức chưa đến một tuần. Tuy rằng đề cử thành công lên trước trưởng phòng của phòng tiêu thụ, nhưng trong tay anh không có một chút tài nguyên khách hàng nào, cũng không quen biết ai, cao có khách hàng cho cậu ta gặp được. Từ đầu đến cuối đều không có. Được, vậy chờ một chút đi, đến lúc đó, tất cả căn cứ xác thực mà ông muốn đều sẽ có. Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói. Anh lập tức đi thẳng đến trước sofa rồi ngồi xuống. Thật sao? Nếu lát nữa cậu không đưa ra được chứng cứ hôm nay không ai giữ được cậu đâu chắc chắn tôi sẽ đuổi cậu khỏi công ty châu thiệu phong nheo hai mắt lạnh lùng cười nói nghe thấy những lời này diệp thu cười cười sắc mặt vẫn bình thản như cũng ngồi trên sofa giống như không có chuyện gì liên quan đến mình lâm thanh nhã nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi diệp thu tóm lại anh có đi gặp khách hàng không tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt tổng giám đốc lâm tôi thật sự đi gặp khách hàng mà còn là một khách hàng lớn rất quan trọng, có thể cho Lâm Thị chúng ta một loại đơn hàng lớn. Diệp Thu vội gật đầu. Ha ha ha. Châu Thiệu Phong khinh thường cười phá lên tại chỗ, lập tức nhìn Diệp Thu, vẻ mặt coi thường nói, cậu nên thôi đi, chém gió có thể đừng chém quá như vậy không? Cậu mới đến công ty bao nhiêu ngày, còn là một khách hàng lớn nữa chứ? Đừng chọc cười, khách hàng lớn của cậu là cải trắng à, có thể tùy tiện tìm ngoài chợ sao? nếu người tôi tìm tới thật sự là một khách hàng lớn thì sao diệp thu thản nhiên nói tôi sẽ tự mình nhận lỗi với cậu sau đó nằm trên đất từ nơi này lăn ra ngoài được chưa châu thiệu phong tự tin nói dù sao ông ta thấy diệp thu chính là tên rác rưởi ở rể nhà họ lâm hoàn toàn là một tờ giấy trắng ở phương diện kinh doanh tuy hai lần trước không biết diệp thu là số sht chó gì kiếm được tiền nợ và bách hóa thiên tuyết nhưng chỉ bằng chút tài năng của cậu ta muốn tìm tới một khách hàng lớn cho công ty thì tất nhiên là không thể nào cho nên châu thiệu phong mới dám tự tin nói những lời này tốt lắm tổng giám đốc lâm đều đã nghe hy vọng dù gì đi nữa giám đốc châu cũng không được nuốt lời khóe môi diệp thu hơi cong lên vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì nói à châu thiệu phong tôi không có năng lực gì khác nhưng lời nói vẫn đáng gói vàng nói được là làm được nếu tôi không giữ lời tôi chính là con chó được rồi chứ châu thiệu phong lạnh lùng cười vẻ mặt khinh thường nói nhưng mà ông ta vừa nói xong đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc của lâm thanh nhã vang lên lâm thanh nhã nhíu đôi mày xinh đẹp lập tức ấn chế độ loa ngoài kết nối điện thoại alo xin chào xin lỗi có phải tổng giám đốc lâm của tập đoàn lâm thị không bên tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm ơ lên giọng một người phụ nữ hàm xúc từ trong điện thoại truyền đến. Nghe thấy những lời này, Lâm Thanh Nhã và Châu Thiệu Phong đều sửng sốt. Audio điện tử võ tấn bền chương 186 đều là nói đùa. Lâm Thanh Nhã cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng trả lời, đúng vậy, tôi chính là Lâm Thanh Nhã. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là Chu Y Liên Tổng Giám Đốc của Ơ Chuyện là thế này, sáng hôm nay, tôi vừa nói chuyện với trưởng phòng tiêu thụ tên diệp thu tôi cảm thấy sản phẩm mỹ phẩm trang điểm của quý công ty cực kỳ phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi cô xem hai nhà chúng ta có thể hợp tác phát triển một chút không chu y liên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề tất nhiên bên lưu viễn trí đã dặn dò cô ta kỹ rồi nên cô ta mới nói như vậy nhưng mà lời này vừa nói ra cả người lâm thanh nhã lập tức khiếp sợ thật sự cô không ngờ là diệp thu nói rằng sáng nay anh đi gặp một khách hàng lớn Vậy mà là sự thật. Ban đầu cô hơi không tin Diệp Thu, nhưng bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua điều khiến cô tò mò là, sao Diệp Thu lại lôi kéo được khách hàng lớn ơ lên này tới tay chứ? Đây chính là khách hàng lớn mà Lâm Thị ao ước nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được. Mà so với Lâm Thanh Nhã khiếp sợ, bây giờ sắc mặt Châu Thiệu Phong đã cực kỳ khó coi. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ rằng Diệp Thu lại thật sự tìm được khách hàng cho công ty lại còn là khách hàng lớn đẳng cấp như ơ lên. Điều này khiến ông ta hơi không thể bình tĩnh. Phải biết rằng, ông ta vừa mới đánh cược với Diệp Thu. Nếu Diệp Thu có thể tìm cho công ty một khách hàng lớn, ông ta sẽ xin lỗi Diệp Thu trước mặt Lâm Thanh Nhã, hơn nữa còn lăn từ chỗ này đi. Nếu nuốt lời, ông ta chính là con chó. Nhưng bây giờ, Diệp Thu thật sự làm được. Hơn nữa Tổng Giám Đốc của Erlen còn gọi điện đến đây, trực tiếp mở rộng hợp tác khỏi phải nói điều này đã khiến cho châu thiệu phong xấu hổ đến cỡ nào chỉ cảm thấy mình bị một bàn tay to vô hình và bôm bốp vào mặt trong lòng lâm thanh nhã tràn đầy vui mừng trò chuyện với chu y liên một lát sau khi xác định thời gian gặp mặt để bàn bạc hợp đồng hai người dừng cuộc nói chuyện ngay lập tức lâm thanh nhã vội nhìn về phía diệp thu vẻ mặt khó tin hỏi diệp thu rốt cuộc anh đã làm thế nào vậy tối nay sẽ giải thích với cô khóe môi diệp thu hơi cong lên quay đầu nhìn Châu Thiệu Phong, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì hỏi, thế nào rồi hả giám đốc Châu, ông còn muốn nói gì nữa không? Diệp Thu, cậu làm rất tốt, thế mà ngay cả ơ lên cũng bị cậu thuyết phục. Châu Thiệu Phong cắn chặt răng, biểu cảm vô cùng cứng ngắc. Giám đốc Châu quá khen, ông đã không còn gì thắc mắc, vậy mời ông thực hiện lời hứa của mình đi. Khóe môi Diệp Thu nhếch lên, cười nói. Hứa gì chứ? Sắc mặt Châu Thiệu Phong thay đổi, kiên trì hỏi xin lỗi tôi, hơn nữa còn lăn đi từ nơi này. Diệp Thu thản nhiên nói. Bậy bạ, Châu Thiệu Phong hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh giọng quát lớn. Diệp Thu, cậu chẳng qua chỉ là một trưởng phòng nhỏ của bộ phận tiêu thụ, cậu có tư cách gì yêu cầu tôi làm vậy? Xem ra, giám đốc Châu chuẩn bị chơi xấu không giữ lời à? Diệp Thu ảm đạm cười, không chút kích động mà quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tổng Giám Đốc Lâm, lời vừa rồi của giám đốc châu hẳn là cô cũng nghe thấy bây giờ ông ta chuẩn bị chơi xấu không giữ lời tôi chỉ có thể mời cô giúp tôi làm chủ nghe thấy những lời này lâm thanh nhã trực tiếp nhìn về phía châu thiệu phong giọng nói lạnh như băng giám đốc châu tốt xấu gì ông cũng là quản lý cấp cao của công ty là nhân viên kỳ cựu của công ty chỉ sợ cá cược mà chơi xấu cũng không quá thích hợp chứ tổng giám đốc lâm lời đó sai rồi tôi cũng không phải cá cược mà chơi xấu tôi nói những lời kia chẳng qua đều là nói đùa mà thôi nhưng diệp thu lại tưởng là thật cái này cũng hơi quá mức rồi châu thiệu phong mặt dày mày dạn cực kỳ khốn nạn nói sốt cuộc là anh ta quá phận hay ông quá phận giám đốc châu diệp thu giúp công ty chúng ta thuyết phục được một khách hàng lớn như ơ lên như vậy mà trước đó ông lại nói anh ta bỏ bê công việc còn muốn sa thải anh ta chẳng lẽ những điều này cũng là nói dỡn sao lâm thanh nhã lạnh lùng nói cái này vào lúc này Châu Thiệu Phong không biết phản bác thế nào. "Giám đốc Châu, nếu ông muốn đổi ý chơi xấu không giữ lời, cũng được thôi, tôi sẽ báo cáo chi tiết về chuyện này cho hội đồng quản trị, mời bọn họ giải quyết." Lâm Thanh nhã lạnh giọng nói. "Tổng giám đốc Lâm, cô có chút chuyện bé xé ra to rồi. Chuyện nhỏ này mà đến nỗi kinh động hội đồng quản trị sao?" Sắc mặt Châu Thiệu Phong khó coi hỏi. "Dù sao từ sau buổi hội nghị hội đồng quản trị sau lưng có gia tộc Scott làm chỗ dựa, bây giờ nhiều thành viên trong hội đồng quản trị đều hướng về phía Lâm Thanh Nhã, hơn nữa chủ tịch vẫn là ba của Lâm Thanh Nhã. Nếu chuyện này làm ẩm ý đến hội đồng quản trị, chắc chắn không có chút ích lợi nào cho ông ta. Việc nhỏ ư, bản thân ông là một trong những người đứng đầu của công ty, lại ở chức vụ quan trọng, vậy mà lật lọng, nói chuyện không giữ lời, lại còn muốn đuổi việc nhân viên có công mang đến khách hàng lớn cho công ty, đây là việc nhỏ sao? quân mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã phát lạnh, giọng nói lạnh như băng hỏi ngược lại. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Châu Thiệu Phong lập tức vô cùng khó coi. Ông ta cắn răng, lập tức dùng mình, vội vàng xua tay nói: được được được, lần này coi như tôi xui, tôi thừa nhận. Nói xong, Châu Thiệu Phong lập tức nhìn Diệp Thu, cúi người xuống một cái, không cam lòng nói: Diệp Thu, thực xin lỗi, tôi thu hồi lại những lời trước đó, được rồi chứ ngay lập tức Châu Thiệu Phong hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, chuẩn bị rời đi. Khoan đã! Đột nhiên Diệp Thu mở miệng nói. Cậu còn chuyện gì nữa? Châu Thiệu Phong quay đầu lại lườm Diệp Thu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Giám đốc Châu đúng là người hay quên nhỉ, đừng quên lời hứa của chính ông, mời ông nằm trên mặt đất và lăn đi. Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì nói. Diệp Thu, cậu đừng có được voi đòi tiên tốt xấu gì tôi cũng là giám đốc bộ phận nhân sự, cậu để tôi lăn đi từ nơi này, nếu để những người khác trong công ty nhìn thấy thì sau này làm sao tôi có thể gặp người trong công ty. Sắc mặt châu thiệu phong tối sầm xuống, lạnh lùng nói. Đây không phải điều mà tôi cần phải lo, giám đốc châu, mời ông thực hiện lời hứa của mình. Diệp Thu thản nhiên nói. Cậu! Châu Thiệu Phong tức giận trợn hai mắt, sắp muốn phun lửa. Mà đúng lúc này, chỉ nghe lời nói lạnh như băng của Lâm Thanh Nhã vang lên lần hai, giám đốc Châu, tôi hy vọng ông có thể nói được làm được. chương 187, vô cùng bi kịch. Cũng may là cửa văn phòng tổng giám đốc của Lâm Thanh Nhã khá lớn, rộng khoảng 2 mét. Châu Thiệu Phong nằm trên mặt đất, có thể vừa vặn lăn ra ngoài. Trong lòng ông ta tính toán, chỉ cần lăn ra khỏi cửa lớn văn phòng của Lâm Thanh Nhã thì sẽ bật người dậy đứng dậy khỏi mặt đất. Như vậy thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không bị những người khác trong công ty phát hiện, không đến nỗi mất mặt quá nhiều. Nhưng mà, ông ta vừa lăn tới cửa văn phòng của Lâm Thanh Nhã, còn không đợi ông ta đứng dậy. Đúng lúc này, thư ký Chu Thiến ôm một sấp văn kiện cần Lâm Thanh Nhã ký tên, vội vàng đi về phía văn phòng. Bởi vì Chu Thiến đi quá nhanh, từ đầu đến cuối không chú ý trên mặt đất. Hơn nữa cô ta cũng không ngờ rằng sẽ có người lăn lộn ở cửa văn phòng Lâm Thanh Nhã. Vì thế, Châu Thiệu Phong hoàn toàn bi kịch. Đôi giày cao gót của Chu Thiến có gót vừa nhọn vừa nhỏ, vừa khéo dẫm lên đùi của Châu Thiệu Phong. Á, à, ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết tê như đứt hết ruột gan, vang lên trước cửa văn phòng lâm thanh nhã. Chu Thiến bị dọa sợ, hơn nữa dưới chân không trụ vững, trong ngực lại ôm một sấp văn kiện dày, ngay lập tức ngã ẩm xuống. Nói đến cũng khéo, giờ phút này mặt Châu Thiệu Phong ngửa lên trời, đang đau khổ kêu thảm mà toàn bộ sắp văn kiện dày như vậy đều đập vào mặt Châu Thiệu Phong. Mạnh mẽ đập một cái, đừng nhìn đống văn kiện này đều là giấy, nhưng mấu chốt là số lượng nhiều, phải dày đến 20cm chứ không ý y, cực kỳ nặng, hơn nữa bên ngoài còn có kẹp văn kiện bằng nhựa. Quả thật là vừa nặng vừa cứng, thậm chí còn đáng sợ hơn gạch. Lúc này Châu Thiệu Phong bị đập một cái nặng nề, mặt nở hoa, máu mũi văng khắp nơi, mũi cũng sắp bị đập sụp. À, ngay lập tức một tiếng kêu càng thảm hơn lúc trước vang lên sau khi chu thiến ổn định thân mình lúc này mới phát hiện dưới chân còn dẫm lên một người cảnh này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của chu thiến thay đổi vội vàng rời chân cô ta lập tức tranh thủ lấy sấp văn kiện đập trên mặt châu thiệu phong ra lúc này mới nhận ra rằng thì ra người đang nằm trên mặt đất chính là giám đốc bộ phận nhân sự châu thiệu phong chu thiến lập tức sợ hãi vội vàng nói giám đốc châu sao ông lại nằm trên đất vậy thật ngại quá không phải tôi cố ý đâu lời này vừa nói ra lập tức có không ít nhân viên vây đến xem dù sao vừa rồi châu thiệu phong kêu hai tiếng thảm thiết cũng đã khiến họ chú ý đến giờ phút này bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết ấy là của giám đốc châu không nói hai lời lập tức đến vây quanh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn mũi của châu thiệu phong còn phun máu ra ngoài mọi người lập tức vô cùng khiếp sợ phải biết rằng châu thiệu phong là giám đốc bộ phận nhân sự bàn về quyền lực và địa vị thì gần như ông ta chỉ dưới lâm thanh nhã bình thường ở công ty ông ta đều hung hăng hống hách không ai dám trêu chọc đúng là bọn họ chưa từng thấy ông ta chật vật giống như bây giờ có vài người không nhịn được lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh nghe thấy bên tai có tiếng tách tách châu thiệu phong nhanh chóng che mặt mình cả người sắp điên rồi vô cùng nhục nhã Điều này thật sự chính là vô cùng nhục nhã. Á, à, chết tiệt, đừng chụp nữa, nếu ai còn dám chụp, ông đây lập tức đuổi việc người đó. Châu Thiệu Phong vội vàng đứng lên từ mặt đất, nhìn đám nhân viên bốn phía đang giơ điện thoại, tức giận quát. Nghe vậy, mọi người nhanh chóng cất điện thoại, sau đó giải tán. Nhưng dù vậy, bộ dáng chật vật của Châu Thiệu Phong cũng đã bị một số nhân viên chụp lại. Tin rằng không bao lâu, tất cả người của tập đoàn Lâm Thị đều sẽ biết chuyện này tóm lại lúc này đây châu thiệu phong đúng là mất hết thể diện giám đốc châu thật ngại quá thật sự tôi không nhìn thấy ông ông nằm trước của văn phòng tổng giám đốc lâm để làm gì chu thiến nhìn châu thiệu phong vẻ mặt xin lỗi hỏi trên đất mát mẻ không được à tôi muốn học góc công không được à sau này tôi sẽ quay lại tính sổ với cô châu thiệu phong hung hăng chừng mắt liếc chu thiến một cái lập tức quay đầu nhìn vào trong văn phòng lâm thanh nhã chỉ thấy Diệp Thu đã sớm không kiềm chế được nhếch môi cười phá lên. Mặc dù Lâm Thanh Nhã luôn lạnh lùng, giờ phút này khóe môi cũng không tự chủ được cong lên. Thấy vậy, Châu Thiệu Phong suýt không phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Này sắp khiến ông ta tức chết rồi. Châu Thiệu Phong hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, cắn răng lạnh lùng nói, Diệp Thu, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, Châu Thiệu Phong cũng không còn mặt mũi để ở lại, nhanh chóng bụng mũi, nổi giận đùng đùng xoay người đi chuyện này đột nhiên chu thiến cũng không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ có thể ôm văn kiện trên đất lên đi vào văn phòng nhìn lâm thanh nhã vẻ mặt xin lỗi nói tổng giám đốc lâm tôi thật sự không cố ý tôi cũng không biết giám đốc châu nằm ở cửa văn phòng cô không sao lâm thanh nhã xua tay thản nhiên nói cô đặt văn kiện xuống rồi đi đi chuyện này không thể trách cô cô không cần để trong lòng được chu thiến gật đầu vội vàng tiến lên đặt sắp văn kiện trên bàn làm việc của Lâm Thanh Nhã, xoay người rời khỏi phòng, cũng tiện tay đóng cửa giúp Lâm Thanh Nhã. Lâm Thanh Nhã cũng không vội xem văn kiện do Chu Thiến đưa tới, mà nhìn Diệp Thu trước, hỏi thẳng, ở đây không còn người khác, bây giờ anh nên nói với tôi một chút, sao anh có thể đối phó được với ơ lên. À, Diệp Thu suy nghĩ một chút, cười nói, thật ra chuyện này cũng không phức tạp như em nghĩ, chính là sáng hôm nay, tôi đến công ty họ một chuyến, trùng hợp đúng lúc tổng giám đốc Chu Y Liên của Erlen ở đó nên tôi và cô ta nói chuyện một lát. Có thể hôm nay tâm trạng của cô ta không tệ, cũng có thể do sản phẩm trang điểm của công ty chúng ta khai thác và sản xuất thật sự hấp dẫn cô ta, tóm lại cô ta rất vui vẻ đồng ý. Đơn giản như vậy sao? Sau khi Lâm Thanh Nhã nghe xong, cảm thấy hơi khó tin. Chương 188, đời người như một bộ phim, toàn dựa vào kỹ thuật diễn. Đương nhiên, Ơ ừ lên chính là một trong số những những công ty về mỹ phẩm nổi tiếng nhất Giang Châu. Công ty họ chỉ nhận một vài đơn đặt hàng, tất cả đều là đơn lớn. Không biết có bao nhiêu công ty sản xuất mỹ phẩm trên khắp Giang Châu, nhưng tất cả đều muốn được hợp tác với bọn họ, lần này xem như anh đã lập công lớn cho Lâm Thị rồi. Lâm Thanh nhã gật đầu, nói chắc nịch. Nghe được lời này, trong mắt Diệp Thu lập tức ngập tràn vui vẻ, vội vàng nhìn Lâm Thanh nhã hỏi, vậy chuyện lần trước em đã đồng ý với tôi có còn được tính không? tôi đã đồng ý với anh cái gì lâm thanh nhã nhíu đôi mày tinh xảo nghi hoặc nói nếu như tôi lại lập công lớn cho công ty thì em sẽ cho tôi gọi em là bà xã diệp thu vội vàng nói vừa nghe vậy khuôn mặt nhỏ lạnh như băng của lâm thanh nhã lập tức trở nên đỏ bừng cô liếc nhìn diệp thu tức giận nói không phải đã cho anh gọi tôi là thanh nhã sao anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu chuyện này khác nhau mà diệp thu vội vàng lắc đầu nói thanh nhã những người thân quen với em đều có thể gọi em là thanh nhã nhưng bà xã thì chỉ có một mình tôi được gọi cho nên tôi muốn gọi em là bà xã hơn nữa là vì lần trước em đã đồng ý với tôi không phải em đã hứa khi chưa nghĩ kỹ chứ đúng là lần trước tôi có đồng ý dường như lâm thanh nhã đang nhớ lại và gật đầu nhưng ngay sau đó trong đôi mắt xinh đẹp của cô hiện lên một tia danh mãnh nhìn diệp thu hỏi nhưng mà sáng hôm nay anh bỏ bê công việc lâu như vậy thì phải tính sao nào bỏ bê công việc ư, là anh đi gặp khách hàng mà. Diệp Thu sừng sốt rồi vội vàng giải thích. Tôi mặc kệ, anh không nói trước với tôi, tôi chỉ có thể xem là anh đến chế bỏ bê công việc. Nhưng nể tình anh đã kéo về cho công ty một khách hàng lớn như vậy, tôi sẽ không truy cứu việc anh bỏ bê công việc, đây là lấy công chuộc tội. Còn khen thưởng mà trước kia đã đồng ý với anh thì phải chờ lần sau anh lập được công lớn rồi nói đi. Lâm Thanh nhã lắc đầu, lạnh như băng nói. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô lộ vẻ xấu xa, Diệp Thu lập tức cứng họng. Không ngờ Lâm Thanh Nhã lại chờ anh rơi xuống hố ở đây, lấy chuyện anh bỏ bê công việc ra nói. Lần này tương đương với việc anh đã mất đi một cơ hội gọi Lâm Thanh Nhã là bà xã. Chuyện này khiến Diệp Thu âm thầm tức giận trong lòng, nhưng anh không còn cách nào khác. Cũng không còn cách nào ép Lâm Thanh Nhã đồng ý để anh gọi cô là bà xã được. Ngộ nhỡ không may làm cô tức giận, quính lên nên đến tên cũng không được gọi, vậy mới là mất nhiều hơn được. Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể đến đây, cùng lắm thì lại nghĩ cách lập công một lần nữa là được. Để xem tiếp theo Lâm Thanh Nhã còn có thể nói cái gì nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Thu có hơi mất mát gật đầu, vẻ mặt uể oải nói, vậy đi, nếu không còn chuyện gì khác vậy anh đi trước. Nhìn bóng dáng mất mát của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã khẽ nhíu đôi mày tinh xảo, cảm thấy có hơi không đành lòng cô lo lắng làm vậy sẽ đả kích đến sự cầu tiến của diệp thu khiến anh mất đi động lực nỗ lực không thể gượng dậy nổi trở nên suy sút vì thế cô hơi ngẫm nghĩ vội vàng nói diệp thu anh chờ tôi một chút nghe vậy diệp thu nhanh xoay người lại vô cùng ấm ức đáng thương hỏi tổng giám đốc lâm còn có chuyện gì sao bây giờ lòng đau quá thật sự rất đau tôi muốn tìm một chỗ không người ngồi khóc một mình trong chốc lát vừa dứt lời đôi mắt diệp thu đã sắp ứa ra nước mắt nhìn dáng vẻ này của anh lâm thanh nhã bất lực lắc đầu chỉ có thể nói thật là chịu thua anh anh thấy như thế này được không tôi đồng ý cho anh gọi tôi là bà xã nhưng chỉ được ở nhà mà thôi ra khỏi nhà anh chỉ có thể gọi tên của tôi hoặc là tổng giám đốc lâm nghe cô nói vậy diệp thu lập tức nín khóc mỉm cười vẻ mặt thay đổi vô cùng nhanh đã sắp đuổi kịp các diễn viên nổi tiếng rồi em nói thật sao không được lừa tôi đâu đấy diệp thu nhìn lâm thanh nhã vội vàng xác nhận lại mà giờ phút này khóe miệng anh đã gần kéo đến mang tai không nói cũng biết là anh vui vẻ thế nào thấy vậy lâm thanh nhã biết lại một lần nữa mình bị kỹ thuật diễn xuất tinh vi của người đàn ông này lừa vì thế cô tức giận nhìn diệp thu lạnh như băng nói không phải anh rất đau lòng sao không phải anh muốn tìm một góc không người ngồi khóc sao nhưng sao tôi lại thấy hình như dáng vẻ của anh vô cùng vui vẻ vậy nghe vậy Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Thu lập tức biến mất, hai mắt lại trở nên đỏ bừng ươn ướt, vô cùng đáng thương nói: "Được thôi, tôi vẫn nên đi tìm một góc không người mà khóc một trận thôi." Nói xong, Diệp Thu vờ muốn xoay người rời đi như mất hồn mất vía. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. "Bây giờ xem như cô đã hoàn toàn bại bởi Diệp Thu, đành phải mở miệng nói, anh đứng lại đó cho tôi, tôi đồng ý với anh, sau này cho phép anh gọi tôi là bà xã ở nhà, tôi đảm bảo với anh." Ha ha, thật tốt quá." Diệp Thu nghe vậy, khuôn mặt lại lập tức ngập tràn vui mừng. Lâm Thanh Nhã lập tức cứng họng không biết phải nói thế nào. Kỹ thuật diễn của người này càng lúc càng tốt rồi, có thể vừa khóc vừa cười, đúng là vô cùng xuất sắc, khiến cho Lâm Thanh Nhã có cảm giác muốn để Diệp Thu đi làm diễn viên. Có điều, lời đã nói ra rồi, cô cũng không thể đổi ý được, chỉ có thể liếc nhìn Diệp Thu, tức giận nói, "Chúng ta đã bàn trước rồi, anh cần phải nỗ lực hơn nữa." nếu không tôi sẽ thu hồi lại quyền lợi gọi tôi là bà xã hiểu rồi bà xã à em cứ yên tâm đi từ nay về sau nhất định anh sẽ nỗ lực vươn lên làm ra chiến tích huy hoàng diệp thu lập tức đứng thẳng người vỗ lên ngực bảo đảm anh gọi tôi là gì lâm thanh nhã chừng mắt nhìn diệp thu lạnh như băng hỏi xin lỗi suýt chút nữa đã quên trong nhà mới gọi là bà xã ở công ty gọi tổng giám đốc lâm diệp thu cười gượng nói Chương 189, đi với tôi một chuyến. Quả nhiên người sống một đời, có đôi khi kỹ năng diễn xuất lại vô cùng quan trọng. Chuyện này gọi là cuộc đời như một bộ phim, toàn bộ quá trình đều phải nhờ vào kỹ năng diễn xuất. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng. Ngay sau đó, anh không khỏi nghĩ tới ông già Châu Thiệu Phong kia. Mặc dù hôm nay Châu Thiệu Phong đã chịu thiệt lớn ở trong tay của anh, ông ta lại còn suýt chút mất luôn chức vụ của mình nhưng ngày nào chưa trừ diệt ông già này nói chung vẫn sẽ gặp phiền phức huống chi ông ta vẫn luôn chống lại lâm thanh nhã ông ta còn tạo ra rất nhiều phiền phức cho việc quản lý công ty của lâm thanh nhã có thể nói ông ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của lâm thanh nhã làm lâm thanh nhã cực kỳ không thoải mái xem ra đã đến lúc nghĩ cách đá ông già này ra khỏi tập đoàn lâm thị rồi nhưng chuyện này phải tay từ bên trong bộ phận nhân sự mới được thế này mới có thể nhổ tận gốc một đám vây cánh của Châu Thiệu Phong. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Thu đã dần dần tạo thành một kế hoạch. Mặc dù tập đoàn Lâm Thị rất lớn, nhân viên cũng đông đảo. Nhưng ở thời đại tin tức Internet phát triển như hiện nay, bất cứ tin tức gì, không đến một ngày là toàn bộ công ty đều có thể biết được. Cũng ví dụ như hôm nay Châu Thiệu Phong bị xấu mặt ở cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Không đến một buổi chiều, toàn bộ mọi người trong công ty đều biết rồi. Đó là hình ảnh Châu Thiệu Phong nằm chật vật trên mặt đất, cái mũi quay ra ngoài trào máu. Group làm việc, hòm thư công ty, khắp nơi đều có. Chỉ riêng bản thân Châu Thiệu Phong đã nhận được không dưới 3 lần. Điều này khiến Châu Thiệu Phong tức giận điên lên. Tại văn phòng giám đốc của bộ phận nhân sự, Châu Thiệu Phong hung hăng ném một văn kiện trong tay xuống đất, ông ta cắn răng, mặt mũi đầy phẫn nổ quát, Diệp Thu, tôi với cậu không đội trời chung. Mặc dù những hình này đều là nhân viên công ty gửi vào group. Nhưng ông ta thấy, nếu không phải do Diệp Thu thì ông ta cũng sẽ không chật vật như thế, cũng sẽ không ẩm ý ra vụ bê bối lớn như thế này. Cho nên ông dồn tất cả những thù hận này lại lên đầu Diệp Thu. Hít sâu một hơi, Châu Thiệu Phong lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Vĩ. Nhưng Lâm Vĩ lại gọi điện thoại đến trước ông ta một bước châu thiệu phong không dám do dự ông ta vội vàng nhận điện thoại kính cần nói cậu lâm châu thiệu phong cuối cùng thì tình huống hiện tại bên ông thế nào ông biết mình đại diện cho ai ở công ty không là tôi đó bây giờ xảy ra vụ bê bối lớn như vậy thật sự là làm mất sạch mặt mũi của tôi rồi giọng nói tức giận của lâm vĩ truyền ra từ trong điện thoại di động hiển nhiên cậu ta cũng nhìn thấy hình ảnh chật vật của châu thiệu phong cậu lâm xin cậu hãy bất giận đây đều là chuyện ngoài ý muốn, muốn trách thì phải trách tên vô dụng Diệp Thu kia. Nếu không phải do lời nói của cậu ta thì tôi cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Châu Thiệu Phong vội vàng giải thích nói. Diệp Thu ư, chuyện này có liên quan gì đến anh ta à? Lâm Vĩ sừng sốt một chút, nghi ngờ nói. Châu Thiệu Phong đành phải kể đầu đuôi mọi chuyện đánh cược giữa mình và Diệp Thu cho Lâm Vĩ nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Vĩ rơi vào yên lặng một hồi lâu, cậu ta lập tức có chút không dám tin hỏi ý ông nói vậy mà tên vô dụng diệp thu kia lại có thể lôi kéo được khách hàng lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm ơ lên sao sao chuyện này có thể xảy ra được ngay từ đầu tôi cũng không tin nhưng sự thật chính là như thế châu thiệu phong cười khổ nói thật sự là kỳ lạ chẳng lẽ tên vô dụng kia lại gặp may mắn thế à lâm vĩ nhíu mày cậu lâm chẳng lẽ cậu không cảm thấy chuyện xảy ra gần đây đều rất kỳ lạ hay sao đầu tiên là cuộc họp hội đồng quản trị đột nhiên tập đoàn scott trở mặt ủng hộ lâm thanh nhã bây giờ lại là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm ơ lên tất cả những chuyện này giống như đều có liên quan đến diệp thu cậu nói xem chuyện này có phải là do bối cảnh nào đó của diệp thu ảnh hưởng hay không châu thiệu phong suy nghĩ một chút sau đó ông ta nói ra nghi ngờ trong lòng mình anh ta có bối cảnh quần quẻ ấy tôi đã cho người ta điều tra tên vô dụng kia từ lâu trước khi anh ta đến ở rể nhà họ lâm anh ta chính là một kẻ nghèo rất mông tơi là một kẻ hai lúa ở dưới quê mới lên bối cảnh quần què gì cũng đều không có nếu anh ta rời khỏi nhà họ lâm thì anh ta sẽ là kẻ vô tích sự lâm vĩ rất khinh thường nói vậy chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiến gần đây là xảy ra chuyện gì vậy châu thiệu phong không hiểu hỏi có thể chính là vận may của anh ta tương đối tốt ông cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa chỉ cần ông nhớ kỹ một điều diệp thu là một tên vô dụng thích ăn cơm chùa không có nhà họ lâm anh ta chẳng phải là cái thá gì lâm vĩ lạnh lùng nói tôi hiểu rồi châu thiệu phong vội vàng nhẹ gật đầu chuyện này ông định xử lý như thế nào lâm vĩ hỏi tôi muốn báo thù tôi muốn trả thù diệp thu tôi muốn cậu ta quỳ gối dập đầu xin lỗi ở trước mặt của tôi châu thiệu phong cắn răng nói rất tốt vậy ông cứ làm đi tôi ủng hộ ông lâm vĩ đồng ý nói thế nhưng mà bất kể nói thế nào thì cậu ta cũng là con rể của nhà họ lâm nếu như tôi ra tay với anh ta có phải nhà họ lâm sẽ có ý kiến gì đó với tôi hay không châu thiệu phong có chút lo lắng hỏi yên tâm bên nhà họ lâm đã có tôi giúp ông tôi tin tưởng không ai trong nhà họ lâm sẽ nói gì hết huống chi diệp thu vốn cũng không được hoan nghênh ở nhà họ lâm ông hiểu rồi chứ lâm vĩ cười lạnh nói đã hiểu tôi đã biết nên làm như thế nào châu thiệu phong gật đầu cười lạnh Ừ, cứ mạnh dạn đi làm đi, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có tôi giúp ông chùi đít. Lâm Vĩ khích lệ nói. Được, Châu Thiệu Phong nhẹ gật đầu. Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Châu Thiệu Phong lật tìm nhật ký ghi chú của mình hồi lâu, cuối cùng ông ta tìm thấy một ghi chú tên là Tăng Biêu, nên ông ta đã gọi tới. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Châu Thiệu Phong vội vàng khách sáo nói, alo, là anh Biêu sao? Tôi muốn mời anh giúp tôi xử lý một người đảo mắt đã đến buổi chiều tan tầm sau khi diệp thu chào tạm biệt hà tình tình anh một thân một mình rời khỏi công ty chuẩn bị chờ xe buýt ở trạm xe trước cửa công ty để về nhà nhưng mà vừa qua khỏi không đầy một lát có một người đàn ông cơ thể vạm vỡ mặc áo ba lỗ màu đen đi tới bên cạnh diệp thu gã ta đưa tay vỗ vai diệp thu giọng điệu lạnh lùng hỏi cậu chính là diệp thu sao nghe vậy diệp thu cũng nhíu mày nghi ngờ nói anh là ai đi với tôi một chuyến đi Tôi có một người bạn muốn nói chuyện với cậu." Người đàn ông lạnh giọng nói. "Ở đâu?" Diệp Thu nghi ngờ nói. Người đàn ông dùng ngón tay chỉ bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà Lâm Thị. "Vậy thì đi thôi." Diệp Thu thản nhiên nói. Người đàn ông thấy Diệp Thu phối hợp như thế cũng rất sướng sờ, gã ta lập tức nhếch miệng lên một nụ cười khinh thường. "Gã ta thấy, đây chỉ là biểu hiện của việc Diệp Thu khi đã quá sợ hãi." Chương 190, mời tôi ăn cơm ư? ánh đèn u ám, chiếc xe đỗ ở một chỗ vắng vẻ, gần như cả tầng hầm thứ ba không có một bóng người. Đi một hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe nào, khung cảnh này làm cho cả khu tầng hầm mang vẻ lạnh lẽo khủng bố. Giống như là cảnh tượng trong phim kinh dị. Nếu vào buổi tối thì đoán chừng không có ai dám có can đảm đến đây. Diệp Thu đi theo sau người đàn ông gần 10 phút, lúc này mới đi tới một góc hẻo lánh ở tầng hầm thứ ba mà lúc này ở nơi đó có một chiếc minibus màu trắng đang đậu sẵn cuối cùng diệp thu và người đàn ông cũng đã đến nơi cửa xe minibus mở ra trên xe có vài bóng người màu xanh liên tục nhảy xuống tất cả đều là những người đàn ông trông vô cùng vạm vỡ mà người dẫn đầu là một tên đầu chọc để vai trần cơ bắp đầy mạnh mẽ làm cho người khác cảm thấy bị áp bách nặng nề phảng phất bên trong ẩn chứa sức lực vô cùng khủng bố sau khi người đàn ông dẫn diệp thu đến đây nhìn thấy tên vạm vỡ chọc đầu thì vội vàng đi lên đón vô cùng cung kính nói anh bill người này chính là diệp thu ừ tên vạm vỡ chọc đầu được gọi là anh bill hài lòng gật đầu ngay sau đó đi về phía trước vài bước nhìn diệp thu và cười lạnh hỏi nhóc con biết tao gọi mày đến đây để làm gì không mời tôi ăn cơm sao khóe miệng diệp thu hơi cong lên cười nhặt hỏi ha 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 tên vạm vỡ chọc đầu cùng với kia sáu tên đàn ông vạm vỡ tức khắc ngửa đầu cười phá lên trong tiếng cười tràn ngập khinh thường và châm chọc thằng nhóc mày đang nói đùa đúng không còn mời ăn cơm ư không sai đúng là mời mày ăn cơm ăn nắm đấm đấy không biết mày có muốn ăn hay không tên vạm vỡ chọc đầu liếc mắt nhìn diệp thu khinh thường ra mặt nói ăn chứ tôi là người rất dễ nuôi diệp thu gật đầu nhàn nhạt nói nghe vậy tên vạm vỡ chọc đầu có hơi sửng sốt quay đầu nhìn thoáng qua những người bên cạnh, mặt mày châm chọc hỏi, hình như nhãi danh này là một thằng ngốc. Ha ha ha, đám đàn ông vạm vỡ lập tức cười phá lên đầy vẻ trêu chọc. Này, tao hỏi mày, mày có biết mình đã đắc tội người không nên đắc tội hay không? Tên vạm vỡ chọc đầu nhìn Diệp Thu, cười lạnh hỏi. Gần đây tôi đắc tội với rất nhiều người, sao tôi có thể biết là ai được? Diệp Thu nhàn nhạt hỏi. Ái chà, có chút thú vị, muốn biết là ai không? dễ thôi bây giờ mày quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái xin tao tha cho mày tao lập tức đưa mày đi gặp người đó tên vạm vỡ chọc đầu chỉ mặt đất trước mặt mình cười lạnh nói nếu tôi từ chối thì sao diệp thu nhàn nhạt hỏi vậy đánh tới khi mày quỳ xuống mới thôi sắc mặt tên vạm vỡ chọc đầu nhanh trầm xuống lạnh lùng nói lại muốn động tay động chân à chẳng lẽ không động tay động chân không được sao diệp thu nhíu mày hỏi Sao nào, nhãi danh như mày còn biết sợ sao? Tên vạm vỡ chọc đầu cười lạnh hỏi. Không phải, tôi sợ tôi sẽ đánh chết đám các người mất. Diệp Thu lắc đầu, mặt vô cảm nói. Ái chà, tên vạm vỡ chọc đầu cùng với kia sáu gã vạm vỡ cảm thấy sừng sốt, ngay sau đó lại nhanh chóng ngửa đầu lên cười nhạo. Ôi chao má ơi, tôi không nhịn được, thằng danh con này thật sự quá khôi hài, cậu ta định chọc tôi chết vì cười rồi sau đó thế chỗ của tôi à. Con mẹ nó, thằng nhãi này đúng là khoác lác quá, tôi thật sự chưa thấy người nào giống như nó đâu. Còn sợ đánh chết chúng ta nữa, quả thực quá buồn cười, chỉ một cái tát cũng đủ để tôi đánh nó sống dở chết dở. Lúc này, những người đàn ông vạm vỡ đó đều nhìn Diệp Thu, nhao nhao nói những lời chào phúng khinh thường. Tên vạm vỡ chọc đầu cũng lắc đầu nhìn Diệp Thu, ngập tràn châm chọc hỏi, nhãi danh, e là mày chẳng biết tao là ai đâu nhỉ. Tự giới thiệu một chút, tao tên là Tăng Biêu, đã nghe nói đến sàn đấu quyền anh ngầm chưa? Là không có bất kỳ quy tắc nào, một khi đã lên đài là sẽ đấu đến tôi sống anh chết, tao đã từng có chiến tích thắng liên tiếp 9 trận, bây giờ mày đã biết sợ chưa? 9 trận thắng liên tiếp à, vậy thì rất lợi hại. Diệp Thu gật đầu như đang nghĩ gì đó, ngay sau đó nhìn Tăng Bưu, nhàn nhạt hỏi, vậy không biết anh đã nghe tới một người tên là Trịnh Luân chưa? Mày nói đến Trịnh Luân đại sư Trịnh người được gọi là tuyệt thế song ưng sao? Đương nhiên tao biết người đó, ông ấy chính là một kẻ rất tàn nhẫn, đã từng lập kỷ lục 27 trận thắng liên tiếp trong giới quyền anh ngầm. Vẻ mặt tang Biêu sùng bái gật đầu, ngay sau đó nhíu mày lại, nhìn Diệp Thu hỏi, sao vậy, mày quen ông ấy à? Không quen biết. Diệp Thu lắc đầu, có điều chúng tôi đã đấu với nhau rồi, ông ta bị tôi tát một cái đến mức bị thương nặng. Vừa dứt lời, tang Biêu và cả những người đàn ông vạm vỡ đều ngây ngẩn cả người. Ha 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 ngay sau đó toàn bộ tầng hầm thứ ba đã vang lên tiếng cười nhạo đầy kinh thường của đám người tang biêu. Trong mắt bọn họ, Diệp Thu đúng là quá là khoác lác. Nhãi danh, mày đừng có mà thùng rỗng kêu to, mày cứ nói luôn là chính mày là người dẹp sạch võ quán diều hâu thì chúng tôi sẽ càng sợ hơn đó. Có điều, lớn giọng như vậy cũng không sợ gặp họa sao, sao mày không tự soi mặt vào bãi nước tiểu xem mình là cái thứ gì. Lại còn tát một cái làm cho đại sư trịnh bị thương nặng sao mày không nổ lên tới trời luôn đi? Tao đã nhịn không được nữa rồi, e là thằng nhãi này mới vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần ra. Đám người vạm vỡ nhìn Diệp Thu, trên mặt ngập tràn châm chọc. Nhãi danh, mày đã phạm vào một sai lầm chí mạng. Đại sư trịnh chính là thần tượng của tao, tao vẫn luôn ở lấy ông ấy làm mục tiêu nỗ lực, nhưng hôm nay mày lại nhục nhã ông ấy, chuyện này làm tao không thể chấp nhận được, tao tuyên bố, nếu hôm nay không đánh cho mày răng rơi đầy đất, mặt nở đầy hoa, thì từ nay về sau tang biêu tao sẽ đổi tên thành chó ngu. Đôi mắt tang biêu trợn trừng nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đầy ý lạnh nói. Chó ngu ư, tên hay, tôi cảm thấy rất thích hợp với ông đấy. Khóe môi Diệp Thu cong lên, nhàn nhạt nói. Được đó thằng nhãi, mày to gan đó. Sắc mặt tang biêu nhanh chóng tối sầm xuống, ngay sau vẫy tay ra hiệu cho đám người đứng phía sau, lạnh giọng ra lệnh, đánh cho tao, để lại cái miệng là được. Đã hiểu. Ngay sau đó sáu gã vạm vỡ đều cười lạnh, không nói hai lời đã siết chặt nắm đấm vọt về phía Diệp Thu. "Hôm nay tôi mệt rồi, không muốn ra tay, lên giúp tôi giải quyết đi." Diệp Thu nhàn nhạt nói, không rõ là anh đang nói chuyện với không khí hay là tự nói với chính mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 191, Đoạn tử Tuyệt Tôn Cước. "Đại ca, tôi không tới chế chứ?" Người đàn ông đẹp trai quay đầu lại nhìn Diệp Thu, nhếch miệng cười hỏi. Mà người này không phải ai khác ngoài Âu Dương Hạo. Không trễ, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nhạt nói. Vậy thì tốt rồi, Âu Dương Hạo cười cười, lập tức nhìn về phía sáu gã đàn ông to khỏe kia, vẻ mặt khinh bỉ nói cái loài run dế chúng mày sống yên ổn không được hay sao. Trêu chọc ai không trêu, lại cố tình trêu chọc vào đại ca của tao, không phải đầu óc chúng mày bị uống nước rồi chứ đúng là cái đồ muốn chết trong mắt đám đàn ông to khỏe lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp vung nắm đấm về phía âu dương hạo thấy thế khóe miệng âu dương hạo nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý cả người bỗng hóa thành tàn ảnh lập tức biến mất trong không khí tất cả nắm tay của đám đàn ông to khỏe đều đánh vào trong không khí đám đàn ông vạm vỡ to khỏe đều kinh ngạc nhìn quanh bốn phía nhưng mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng âu dương hạo như cũ điều này khiến trên mặt bọn họ tràn đầy sự khiếp sợ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một câu nói tràn ngập sự trêu chọc vang lên bên tai bọn họ, bọn mày đang tìm tao đấy à? Lời nói vừa cất lên, còn không đợi đám đàn ông to khỏe kịp phản ứng lại, chỉ thấy một đường tàn ảnh vụt qua. Trong nháy mắt, sáu gã đàn ông to khỏe đều kêu gào thảm thiết lăn ra đất, không tài nào đứng lên nổi. Điều này trực tiếp khiến tang Biêu mơ màng, còn người trợn chừng thiếu chút nữa rơi luôn ra khỏi mắt mà cùng lúc đó tàn ảnh kia cũng đứng về bên cạnh diệp thu âu dương hạo vỗ vỗ hai tay nhìn diệp thu nhếch miệng cười nói thu phục xong rồi đó đại ca không khiến anh thất vọng chứ dạo này thực lực cũng có tiến bộ đấy diệp thu khen ngợi gật gật đầu hê hê so với đại ca thì vẫn còn kém xa lắm âu dương hạo có chút xấu hổ mà cong môi cười thật ra không phải anh ta đang tâng bốc diệp thu mà là nói sự thực trước khi về phe diệp thu anh ta cũng là một tên kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng cảm thấy ông mày là thiên hạ đệ nhất, chưa bao giờ chịu thua ai. Nhưng mà từ sau khi gặp Dược Diệp Thu, anh ta coi như thua một cách triệt để. Mỗi lần sức mạnh của anh ta tăng lên, cảm thấy có thể đánh bại được Diệp Thu rồi, trái lại đều bị Diệp Thu đè đánh. Sức mạnh của Diệp Thu cứ như biển rộng mênh mông, sâu không thấy đáy. Mặc dù bây giờ anh ta cũng không biết Diệp Thu mạnh đến mức nào. Thậm chí, anh ta còn chưa từng thấy Diệp Thu sử dụng hết toàn bộ sức lực. Đam mỹ hay có tiến bộ chính là chuyện tốt. Một ngày nào đó cậu cũng sẽ đạt tới trình độ như tôi thôi. Diệp Thu cười cổ vũ, sau đó anh lập tức quay đầu nhìn về phía Tang Biêu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng ấy, cả người Tang Biêu đều không tự chủ mà run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng hỏi, rốt cuộc thì mày là ai? e rằng không phải chỉ đơn giản là một tên nhân viên nhỏ trong tập đoàn Lâm Thị đúng không? Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ai phái ông tới đây? Diệp Thu híp hai mắt lại, thản nhiên hỏi. Mày không có tư cách được biết, Tang Biêu trợn mắt nhìn Diệp Thu, nghiến răng nói. Thế à, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, sau đó quay sang phất tay áo với Âu Dương Hạo bên cạnh. Tất nhiên Âu Dương Hạo hiểu ý của Diệp Thu, trực tiếp đi sang phía Tang Biêu. Thấy thế, sắc mặt Tang Biêu lập tức lạnh xuống, trừng mắt nhìn Âu Dương Hạo, lạnh giọng quát lớn, nhóc con, mày dám ra tay với tao. Tao đã đạt được 9 trận thắng liên tiếp ở sàn quyền anh ngầm đó, đừng tưởng rằng đánh bại mấy thằng em của tao thì là thiên hạ vô địch. Muốn đánh với tao à, mày còn non và xanh lắm. Thế cơ à, khóe miệng Âu Dương Hạo cong lên một nụ cười châm biếm, bỗng nhiên lắc mình một cái, xuất hiện ngay trước mặt Tang Biêu điều này khiến tang biêu sợ tới mức xanh cả mặt siết chặt quả đấm chuẩn bị trả đòn nhưng mà tốc độ của âu dương hạo nhanh hơn hắn ta nhiều lắm còn chưa đợi nắm đấm của tang biêu vung ra âu dương hạo đã trực tiếp tung chân đá ra cũng không biết âu dương hạo chỉ là trùng hợp mà một đá vừa đúng dịp đá vào giữa háng của tang biêu ngay lập tức gà bay trứng vỡ á à, tang biêu ngay lập tức ôm lấy đúng quần lăn ra đất lăn lộn trong đau đớn đau đến mức nước mắt cũng chảy ra e rằng chỉ có mình đàn ông mới có thể hiểu hết được cái loại cảm giác đau đớn ghi lòng tạc dạ, cào xé tim gan này. Xì, cái gì mà chín trận thắng liên tiếp dưới sàn quyền anh ngầm kia chứ, tao thấy xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Âu Dương Hạo bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nói. Lúc này Diệp Thu bước tới, nhìn Tang bưu đang ôm đúng quần kêu rên đau khổ, khóe miệng Diệp Thu cũng run rẩy, sau đó quay đầu nhìn Âu Dương Hạo, có hơi cạn lời nói, một cước này của cậu đúng là đủ ác đấy he he đây cũng là học đại ca anh mà đoạn từ tuyệt tôn cước là chiêu tốt nhất để đối phó với đàn ông âu dương hạo nhếch miệng cười nói tôi dạy cậu chiêu này khi nào thế trên trán diệp thu nhất thời phủ đầy hắc tuyến không phải anh thường nói với bọn tôi là khi đối phó với kẻ địch phải trực tiếp ra tay độc ác vào những chỗ hiểm dù thế nào đi nữa cũng không được nhân từ tôi chỉ làm theo thôi âu dương hạo cười nói đột nhiên diệp thu hết nói nổi lập tức cúi xuống đạp nhẹ hai cái lên mông tang biêu thản nhiên hỏi ê còn có thể trả lời vài vấn đề không á à, tang biêu ngay lập tức kêu rên thảm thiết thấy thế diệp thu cũng nhíu mày đại ca để em hỏi cho âu dương hạo vỗ vỗ ngực sau đó cúi đầu nhìn tang biêu cười lạnh nói này đại ca bọn tao đang hỏi mày đấy nếu mày mà dám không trả lời chi tiết thì tao không ngại cho mày ghi lòng tạc giả chút đâu nói xong âu dương hạo lại giơ chân mình lên thấy động tác này tang bưu sắp bị dọa tè ra quần vội vàng nhổm dậy từ trên mặt đất quỳ gối trước mặt âu dương hạo dập đầu cầu xin tha thứ đại ca tôi sai rồi xin anh dừng vậy trả lời vấn đề của đại ca bọn tao âu dương hạo trợn mắt nhìn tang bưu tức giận nói là châu thiệu phong tôi làm Ông ta bảo tôi chừng chỉ cậu tàn nhẫn một chút, sau đó cho tôi 100 trăm ngàn. Dạo này tôi cũng hơi kẹt nên mới đồng ý, tăng biêu vội vàng nhìn Diệp Thu, nói chi tiết. Châu Thiệu Phong ư, Diệp Thu hơi kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu cười đầy ẩn ý, nói cũng được đấy Châu Thiệu Phong, tốc độ này cũng nhanh phết, tôi còn chưa kịp đi làm phiền ông mà ông lại tới tìm tôi trước rồi, được đó. Đại ca, cái tên Châu Thiệu Phong này là ai vậy? Hay là tôi giúp anh giải quyết nhé? Âu Dương Hạo nhìn Diệp Thu hỏi. Không cần, nếu mà giết thì sẽ khiến bà xã tôi nghi ngờ, vẫn nên để tôi tự ra tay vậy. Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói. Sau đó, anh cúi đầu nhìn về phía Tang Biêu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ hỏi có muốn sống nữa hay không. Có có, Tang Biêu vội gật đầu, chương 192, dùng gậy ông đập lưng ông. Sau khi rời khỏi hầm đỗ xe, Âu Dương Hạo tò mò nhìn Diệp Thu hỏi, đại ca, vừa nãy anh nói gì với tên đó thế? Anh chuẩn bị để ông ta giúp anh làm chuyện thì vậy. Dù sao thì lúc nãy giọng Diệp Thu cũng vô cùng nhỏ, chỉ có mình Tang Biêu nghe được cho dù anh ta đứng sát bên cạnh cũng không biết được rốt cuộc Diệp Thu đang nói gì với Tang bưu Dùng gậy ông đập lưng ông, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đầy ẩn ý nói. Hả, Âu Dương Hạo kinh ngạc một chút, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, bấy giờ cười nói, đại ca ơi là đại ca, anh đúng là không phải một kẻ hiểm độc bình thường mà. Trời đã tối rồi, mà tất nhiên thời gian này đã qua giờ tan tầm. Trong tập đoàn Lâm Thị, trừ bỏ những công nhân đặc biệt cần tăng ca, hầu hết mọi người đều đã tan tầm về nhà. Cả tòa nhà Lâm Thị đã gần như không còn ai, một mảnh tối đen, duy chỉ còn phòng làm việc của giám đốc bộ phận nhân sự là vẫn còn sáng đèn. Châu Thiệu Phong ngồi trước bàn làm việc của mình, tinh tế thưởng thức trà, chẳng có ý muốn rời đi chút nào. Vào buổi chiều, ông ta gọi điện liên hệ với tang biêu của sàn quyền anh ngầm để hắn ta cho mấy anh em có chút bản lĩnh chặn đường Diệp Thu khi tan tầm, dạy dỗ Diệp Thu một trận thật hung ác, cho tới khi diệp thu đồng ý tới trước mặt mình dập đầu nhận lỗi mới thôi thế nên bây giờ ông ta đang ngồi đợi tin tốt của tăng biêu chuyện ngôn tình cứ nghĩ đến cảnh diệp thu bầm dập mặt mày mà quỳ gối trước mặt mình dập đầu cầu xin mình tha thứ châu thiệu phong đã sướng đến điên cười lạnh nói diệp thu ơi là diệp thu mày chẳng qua chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi còn dám đấu với tao à hôm nay nếu ông mày không dạy dỗ được mày tao đã uổng công làm giám đốc nhiều năm như vậy rồi nói xong châu thiệu phong lại tự rót cho mình một chén trà vẻ mặt đắc ý mà nhấm nháp mà đúng lúc này từ bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng bước chân nghe âm thanh ấy hình như không phải chỉ có một người châu thiệu phong ngạc nhiên một hồi rồi nụ cười trên mặt lập tức càng sâu thêm phải biết rằng bây giờ đã qua giờ tan tầm từ lâu cả tòa nhà lâm thị đã sớm chẳng còn ai mà hiện tại lại có người đi về phía phòng làm việc tổng giám đốc điều này nói lên rằng chắc chắn 80 đến 90% là đám người tang biêu. Nghĩ tới đây, Châu Thiệu Phong vô cùng kích động đứng lên từ trên ghế làm việc, chuẩn bị ra cửa đón tiếp. Rầm, cửa phòng làm việc trực tiếp bị người ở bên ngoài đá phăng một phát. Tang Biêu dẫn theo sáu tên to khỏe kia bước vào, nhưng mà nhìn tư thế khi đi đường của Tang Biêu có chút quái dị, chỉ có thể khép hai đùi lại, đi từng bước nhỏ, từ đầu đến cuối không dám bước đi thoải mái bởi vì một khi hắn ta bước nhanh thì đúng quần sẽ truyền đến sự đau đớn như xé nát tim gan. Người ta thường gọi đó là kẹt trứng, cho nên hắn ta chỉ có thể đi thật cẩn thận bước từng bước nhỏ như phụ nữ. Không chỉ có thế, giờ phút này sáu gã đàn ông to khỏe đi cùng tang Biu cũng đều mang con mắt đen xỉ như gấu trúc. Đó là bởi vì trước khi đi, Âu Dương Hảo đã cho mắt mỗi người bọn họ hai đấm, nói là để bọn họ nhớ cho kỹ một chút. Tất nhiên đám người tang biêu không dám có ý kiến gì đối với chuyện này, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Thấy cảnh tượng như thế, Châu Thiệu Phong cũng kinh ngạc, vội bước lên nghiên đón, vẻ mặt khó hiểu hỏi, anh biêu các anh đã về rồi, Diệp Thu đâu? Không phải tôi bảo các anh dạy dỗ cậu ta rồi dẫn cậu ta tới phòng làm việc của tôi, dập đầu nhận lỗi với tôi hay sao? Diệp Thu đâu à? Ông còn dám hỏi tôi Diệp Thu đâu nữa à? Đờ sao mẹ ông, suýt chút nữa ông đã hại chết ông mày rồi đấy có biết không sắc mặt tang biêu lạnh xuống ngay tập tức chừng mắt nhìn châu thiệu phong nổi giận quát anh biêu anh như thế này là có ý gì vậy cái gì mà suýt chút nữa tôi đã hại chết các anh châu thiệu phong lập tức choáng váng mờ mịt chỉ đám người mắt gấu trúc tang biêu thắc mắc hỏi còn nữa sao mắt các anh đều biến thành như thế vậy không phải các anh đi dạy dỗ diệp thu hay sao sao bọn tôi lại biến thành thế này hả ông cũng đừng quan tâm là chi nữa, bởi vì ông sẽ giống như chúng tôi ngay thôi. Trong mắt tang Biêu chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cười khẩy nói. Tức thì, hắn ta cũng lười nhiều lời với Châu Thiệu Phong, trực tiếp vẫy tay với sáu gã đàn ông to khỏe phía sau, chỉ vào Châu Thiệu Phong, hung tợn nói các anh em, đánh ông ta cho tôi. Chính ông ta đã khiến chúng ta bị đánh đó, dốc hết sức đánh ông ta cho tôi. Lời này vừa nói ra, sáu gã đàn ông to khỏe đều nhìn về phía Châu Thiệu Phong, trong mắt đầy vẻ không thiệt, lập tức không nói hai lời mà vung nắm đấm về phía Châu Thiệu Phong, quyền đấm cước đá hết lên người Châu Thiệu Phong, chút hết lửa giận trong lòng. Á, à, ngay lập tức tiếng kêu đau đớn tột cùng của Châu Thiệu Phong vang vọng khắp gian phòng làm việc. Mà giờ phút này đã qua giờ tan tầm, tất nhiên trong cả tòa nhà lâm thị đã chẳng còn một bóng người nào nữa. Ngay cả bảo vệ cũng đã tan tầm rồi. Vậy nên giờ phút này, cho dù ông ta có kêu gào thảm thiết hơn nữa cũng không ai có thể nghe thấy càng không ai qua đây cứu ông ta. Sáu gã đàn ông to khỏe kia cũng đều theo Tang Bưu lăn lộn dưới sàn quyền anh ngầm, đương nhiên ra tay rất nặng. Được một lúc sau, Châu Thiệu Phong đã bầm dập mặt mũi quỳ rạp trên đất, cuối cùng cũng chẳng đứng dậy nổi. Trông thân hình mập mạp kia cứ như một con cóc ấy, mà mặt mũi ông ta thì sưng phù thành một cái đầu heo. Tang Bưu nhìn Châu Thiệu Phong, càng nhìn càng tức giận. Nếu không phải nát trứng thì kiểu gì hắn ta cũng phải tự mình đá mạnh vài phát rồi chương 193, trở mặt thành thù. Khóe miệng tang biêu hơi nhếch lên, cười khẩy nói, lâm vĩ. Cái gì, cả người châu thiệu phong đều xứng sờ vì ngạc nhiên, lập tức vội vàng xác nhận lại, anh đang nói đến cậu hai của nhà họ lâm, là lâm vĩ sao? Đúng thế, chính là cậu ta, cậu ta chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng diệp thu, cũng chính cậu ta để tôi tới dạy dỗ ông. Tang biêu gật gật đầu, cười lạnh nói mà những lời này tất nhiên là Diệp Thu bảo hắn ta nói thế. Không, chuyện đó không có khả năng. Châu Thiệu Phong vội lắc đầu, vẻ mặt không tin nói, sao có thể là cậu Lâm chứ? Tôi mới là người của cậu Lâm mà, cũng là do cậu Lâm sai tôi đi dạy dỗ Diệp Thu, cậu Lâm vẫn luôn chống lưng cho tôi. Cuống hồ bản thân cậu Lâm cũng có thù không đội trời chung với Diệp Thu mà, sao cậu ấy có thể là chỗ dựa vững chắc cho Diệp Thu chứ? Từ đầu đến cuối không thể nào có chuyện này được. Si, chẳng biết ông ngu tới mức nào nữa, xem ra tới giờ vẫn chưa nhận ra nhỉ? tang biêu liếc mắt nhìn châu thiệu phong, vẻ mặt khinh bỉ nói: anh biêu, anh có ý gì thế? châu thiệu phong khó hiểu hỏi: tôi hỏi ông, vậy diệp thu và lâm vĩ có quan hệ gì? tang biêu hỏi ngược lại: kẻ thù hả? châu thiệu phong nghi ngờ hỏi: tôi nói chính là quan hệ gia đình. tang biêu tức giận nói: quan hệ gia đình ư? cả người châu thiệu phong đều đưa ra sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nói, Diệp Thu là anh rể của cậu Lâm, cậu Lâm là em của bà xã Diệp Thu. Giờ mới hiểu à, nói trắng ra, người ta là người một nhà đấy, là thân thích đấy. Hẳn là quan hệ phải thân thiết hơn ông chứ, cho nên ông cảm thấy bọn họ thật sự sẽ trở mặt thành thù hay không? Tang Biêu cười lạnh hỏi. Anh Biêu, ý anh có phải là thật ra quan hệ của bọn họ rất tốt, chỉ là ngoài mặt giả vờ không tốt mà thôi vậy bọn họ làm như thế là vì điều gì cơ chứ? Nếu thật sự quan hệ của bọn họ vô cùng tốt, vậy vì sao cậu Lâm lại muốn để tôi đi đối phó với Diệp Thu chứ? Đột nhiên đầu óc Châu Thiệu Phong đều mở mịt, cả người nhanh chóng như rơi vào trong mộng. Cậu Lâm Vĩ giả vờ như có thù hận với Diệp Thu, sau đó để ông đi đối phó với Diệp Thu, rồi lại ngầm trợ giúp cho Diệp Thu, để tôi đi đối phó với ông. Nguyên do của chuyện này chính là do đạo đức của ông, đạo đức tử tế của ông, đạo đức tốt đẹp của ông đấy. Khóe miệng Tang Bưu hơi nhếch lên, cười khẩy nói: "Nghe những lời ấy, cả người Châu Thiệu Phong đều kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, mở miệng suy đoán, chẳng lẽ là cậu Lâm cố ý dùng cách này để dẫn dắt mâu thuẫn giữa tôi và Diệp Thu, khiến hai chúng tôi đối đầu với nhau, rồi nhân cơ hội tốt này mà lấy danh nghĩa của Diệp Thu để ngầm tiêu diệt tôi ư? Ừ. Chẳng lẽ thật ra người mà cậu Lâm thật sự muốn đối phó là tôi sao?" "Tôi chưa nói gì đâu nhé." dù gì thì tôi cũng đã nói với ông những gì nên nói rồi ông ngẫm lại cho kỹ đi người ta mới là người một nhà mà từ đầu chí cuối ông chỉ là một người ngoài cho nên ông vẫn nên suy nghĩ lại một chút xem sau này nên làm thế nào đi tang biêu lạnh lùng nói sau đó hắn ta trực tiếp khoát tay với sáu gã đàn ông to khỏe kia nói chúng ta đi thôi nhìn bóng dáng đám người tang biêu rời đi sắc mặt châu thiệu phong càng khó coi không khí lâm vào im lặng ước chừng qua 5 phút đồng hồ Châu Thiệu Phong vẫn có chút chưa từ bỏ ý định như cũ. Ông ta vẫn không thể tin được tất cả những thứ này là sự thật. Vì thế, ông ta cố nhịn sự đau nhức trên cơ thể, lấy điện thoại trong túi ra, hít sâu một hơi, gọi cho Lâm Vĩ. Điện thoại reo cả nửa ngày trời, bên kia mới nhấc máy. Alo, chuyện gì thế? Giọng nói mất kiên nhẫn của Lâm Vĩ truyền ra từ trong điện thoại. Bởi vì giờ phút này cậu ta đang hẹn hai em gái, đang chơi mấy trò vui vẻ trong khách sạn, mà đúng là cuộc điện thoại này của Châu Thiệu Phong gọi tới thật sự rất không đúng lúc. Điều này sẽ quét sạch hứng thú của cậu ta, nên giọng điệu của cậu ta mới không kiên nhẫn như thế. Nhưng mà có cái gọi là người nói vô tình, người nghe cố ý, nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra, đổi lại là bình thường thì chẳng sợ giọng điệu Lâm Vĩ không kiên nhẫn, thái độ không tốt, Châu Thiệu Phong cũng sẽ cảm thấy có điều gì sai sai. Nhưng mà lúc nãy vừa trải qua sự khiêu khích của Tang Bưu, sự tin tưởng của Châu Thiệu Phong đối với Lâm Vĩ đã bị ảnh hưởng. Ngay bây giờ, sau khi Lâm Vĩ tiếp điện thoại lại còn không kiên nhẫn như thế, điều này không khỏi khiến trong lòng Châu Thiệu Phong bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ Lâm Vĩ thật sự muốn qua cầu rút ván, diệt trừ mình sao? Nghĩ tới đây, lòng Châu Thiệu Phong lập tức chịu nặng. Mà đúng lúc này, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn của Lâm Vĩ, "Alo, cái tên họ Châu kia, cuối cùng ông muốn nói gì hả?" gọi điện thoại qua đây cũng chẳng nói chẳng rằng giả vờ yên lặng ông không bị điên chứ rốt cuộc có chuyện đếch gì thì mau nói Tuệt ra đi không có việc gì thì tôi cúp máy đây sắc mặt châu thiệu phong biến đổi sau đó hít sâu một hơi nói cậu lâm tôi bị người ta đánh bị người ta đánh ư là diệp thu có phải không yên tâm chờ lát nữa tôi sẽ dạy dỗ anh ta cho thật tốt ông còn có việc gì không lâm vĩ không kiên nhẫn nói bây giờ cậu ta đã quăng điện thoại qua một bên tiếp tục chơi đùa với các em gái. Nhưng mà Châu Thiệu Phong nghe thấy những lời ấy, trái tim càng lạnh hơn, bởi vì theo tình huống thông thường thì chắc chắn Lâm Vĩ sẽ hỏi là ai đánh, mà bây giờ cậu ta lại trực tiếp hỏi là Diệp Thu có phải không. Điều này chứng tỏ rằng cậu ta vẫn cố ý dẫn dắt thủ oán về phía Diệp Thu. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Nghĩ tới đây, Châu Thiệu Phong định hỏi một lần cuối cùng, vội nói, không phải Diệp Thu đánh, người đánh tôi nói bọn họ là do cậu sắp xếp tới cho nên tôi muốn hỏi cậu một chút, rốt cuộc có phải do cậu sắp xếp hay không? Con mẹ nó ông nói vớ vẩn cái đếch gì thế? Mẹ nó, ông bớt nói năng lung tung ở đây đi. Nếu ông thật sự rảnh rỗi thì đi hóng mát, đi chỗ nào chơi đi, còn dám hỏi sao lại tìm người đánh ông ư? Tôi ăn no rừng mỡ đấy à, tôi thấy chắc là ông rảnh quá không có việc gì làm rồi. Được thôi, bây giờ tôi đang vội, trước hết không thèm nghe ông nói nữa, cúp đây. Lâm Vĩ hùng hùng hổ hổ nói sau đó, cậu ta trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục vui đùa với hai em gái kia. Đối với chuyện này, cậu ta chẳng để trong lòng chút nào, còn tưởng rằng Châu Thiệu Phong đang nói linh tinh. chương 194, thu hoạch ngoài ý muốn. Mà chuyện xảy ra trong văn phòng đều bị tang biêu trốn bên ngoài nhìn thấy hết. Từ nãy đến giờ, hắn ta đều núp trước cửa văn phòng nghe lén. Bởi vì Diệp Thu đã từng dặn dò hắn ta, vì mạng sống, hắn ta chỉ có thể làm theo. Cho nên, những thay đổi tâm lý và toàn bộ cuộc trò chuyện của châu thiệu phong với lâm vĩ bao gồm lời cuối cùng kia của châu thiệu phong đều đã bị tang biêu nghe rõ mồn một, một sau khi có được tin tức này tang biêu đã nhanh chân rời đi tìm một chỗ không người rồi gọi điện thoại kể rõ mọi chuyện cho diệp thu nghe xong tin tức mà tang biêu vừa báo lúc này diệp thu ngây ngẩn cả người rõ ràng là chính bản thân anh cũng không ngờ rằng mưu kế do mình vì tiện bày ra thế mà lại đạt được hiệu quả lớn như vậy Lúc đầu anh nghĩ là mình chỉ có thể vụ oan Lâm Vĩ một chút, hoặc là làm cho Lâm Vĩ và Châu Thiệu Phong sinh ra khoảng cách, vậy là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ lại có thể trực tiếp làm cho Châu Thiệu Phong và Lâm Vĩ trở mặt thành thù. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên trên thế giới này, lòng người là thứ phức tạp nhất. Rõ ràng chỉ là một việc vô cùng đơn giản, nếu không nghĩ nhiều thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng cố tình là Châu Thiệu Phong lại nghĩ quá nhiều, suy xét quá nhiều, biến một việc vô cùng đơn giản trở nên phức tạp. Đối với việc này, Diệp Thu chỉ lắc đầu cười, nói vậy cũng vừa hay giúp anh giảm bớt không ít chuyện, bởi vì gần đây anh đang định đối phó với Châu Thiệu Phong, mà hiện giờ, Châu Thiệu Phong và Lâm Vĩ đã trở mặt với nhau. Một khi không có Lâm Vĩ duy trì, vậy thì muốn động vào Châu Thiệu Phong sẽ càng thêm đơn giản. Nếu có thể lợi dụng tốt cơ hội lần này, nói không chừng còn có thể làm lung lay thế lực của Lâm Vĩ trong tập đoàn Lâm Thị. Nghĩ đến đây, khóe môi Diệp Thu cong lên một nụ cười đáng suy nghĩ. Có gì mà anh cười vui vẻ như vậy? Âu Dương Hạo đang lái xe thấy vậy, vẻ mặt tò mò hỏi. Diệp Thu kể sơ lược những lời mà vừa nãy Tang bưu đã nói với mình cho Âu Dương Hạo nghe. Sau khi Âu Dương Hạo nghe xong, tức khắc cười phá lên, ha ha ha, cái tên Châu Thiệu Phong này bị thiểu năng trí tuệ hả? Cái gì cũng tin, có điều, nói thật là bây giờ tôi không thể không bội phục chỉ số thông minh của anh, Trước kia tôi luôn cảm thấy thực lực của anh mạnh đến biến thái, nhưng bây giờ xem ra, một khi anh trở nên đen tối, vậy càng có thể so với gia cát lượng đó. Đừng có mà nịnh nọt vuốt mông ngựa nữa, ví tiền của tôi đâu. Trả cho tôi, Diệp Thu liếc nhìn Âu Dương Hạo, tức giận nói. Anh không nhắc thì suýt nữa tôi quên rồi. Âu Dương Hạo nhếch miệng cười, vội vàng móc ví tiền của Diệp Thu từ trong túi ra, trả lại cho Diệp Thu. Diệp Thu mở ra kiểm tra lại, đúng là chỉ mấy vài tờ tiền mặt còn tất cả giấy tờ cá nhân đều còn tìm thấy ở đâu diệp thu nhíu mày nghi hoặc nói trên bãi cỏ trong công viên ở thành đông có điều vẫn chưa bắt được người trộm vẫn còn đang điều tra âu dương hạo vội vàng nói sau khi tìm được cô ta thì báo cho tôi biết diệp thu híp hai mắt lạnh lùng nói được rồi âu dương hạo vội vàng gật đầu ngay sau đó nhìn diệp thu cười hỏi nếu anh thật sự tìm được người phụ nữ đó thì anh định xử lý cô ta thế nào xử lý một cách tàn nhẫn sao nếu cô ta không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý tôi đang định làm như vậy diệp thu lạnh lùng nói hít âu dương hạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng hỏi đó chính là một người đẹp đấy anh thật sự ra tay được sao ngoại trừ bà xã của tôi những người khác có xinh đẹp cũng vô dụng diệp thu hờ hững nói được rồi Âu Dương Hạo chỉ có thể bất lực nhún vai. Tôi đã đưa cậu danh sách bọn buôn người, điều tra thế nào rồi? Diệp Thu cất ví tiền vào túi, nhìn Âu Dương Hạo hỏi. Anh yên tâm đi, tôi đã để cho bên phía tổ chức xếp người điều tra. Chắc chắn những kẻ cặn bã kia sẽ không chạy thoát được đâu. Trong mắt Âu Dương Hạo đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh, cắn răng nói. Rõ ràng là anh ta cũng vô cùng hận loại súc sinh tội ác tay trời này. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Thu gật đầu. Sau đó Âu Dương Hảo đã nhanh chóng đưa Diệp Thu đến trước cửa khu nhà hãn Hải Lam Thành. Diệp Thu không để cho Âu Dương Hảo chạy tiếp vào bên trong. Dù sao giờ này Lâm Thanh Nhã đã về nhà, nếu như để cho cô nhìn thấy thì sẽ dễ xảy ra một vài hiểu lầm không cần thiết. Anh đi bộ về đến nhà, Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên sofa xem TV. Diệp Thu nhìn qua khắp nơi mà chưa phát hiện bóng dáng của mẹ vợ Triệu Thư Đình. Ngay sau đó anh nhìn Lâm Thanh Nhã và hỏi, bà xã ơi, mẹ đâu rồi? Đột nhiên bị Diệp Thu gọi là bà xã, khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã lập khắc trở nên đỏ bừng, có vẻ chưa thể thích ứng được. Nhưng nhớ ra đây là do cô đã đồng ý với Diệp Thu, vì thế chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, lạnh như băng nói, đã về rồi. Về rồi ư, Diệp Thu sừng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu như đang nghĩ gì đó. Nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ kế hoạch của Triệu Thư Đình đã thất bại, vậy nên hẳn là không có tâm trạng ở lại đây phỏng chừng là trở về để lập kế hoạch cho âm mưu khác rồi xem ra sau này anh nên để ý nghĩ cách đề phòng người mẹ vợ này nếu không bất thình lình bà ta ra chiêu thì sẽ khó mà đỡ được chuyện hệ thống sao anh về muộn vậy lâm thanh nhã nhíu đôi mày tinh xảo nhìn diệp thu và nghi hoặc hỏi à tôi có vài việc chưa làm xong cho nên ở lại công ty tăng ca bây giờ mới xong việc diệp thu vội vàng giải thích nghe vậy lâm thanh nhã như đang nghĩ gì đó gật đầu ánh mắt nhìn về phía diệp thu cũng hiện lên một tia thưởng thức diệp thu đã bắt đầu chủ động tăng ca điều này chứng tỏ anh vô cùng có trí cầu tiến điều này làm cho cô khá vừa lòng ngay sau đó nhìn diệp thu và hỏi anh ăn cơm chưa hay là để tôi đi nấu cho anh chút gì đó nghe cô nói vậy cả người diệp thu đều sửng sốt không khỏi nhớ lại những món ăn chỉ toàn màu đen mà lâm thanh nhã từng làm tức khắc chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn chương 195, tìm sư phụ. Dưới sự giám sát của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu Kiên chỉ ăn cho xong bữa ăn chiều như cực hình này. Thảm hại nhất chính là Diệp Thu còn phải làm ra vẻ như ăn rất ngon, miễn cưỡng cười vui. Mãi đến tận khi Lâm Thanh Nhã thu thập đồ đạc đi lên tầng 2 thì Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm, anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một lúc lâu, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau khi trở lại phòng, Diệp Thu tranh thủ thời gian gọi một cú điện thoại cho Âu Dương Hạo, anh nói, tôi không quan tâm cậu dùng phương thức gì, hãy lập tức tìm một người đầu bếp đi tới đây cho tôi. Tìm đầu bếp làm gì? Đại ca à, không phải chính anh là bậc thầy nấu ăn ngon nhất trên thế giới này sao? Năm đó Hoàng Thất Anh, Pháp đều tốn mất 10 triệu euro để mời anh đến thưởng thức tay nghề nấu ăn của đầu bếp ở Hoàng gia bọn họ mà anh cũng không chịu đi mà. Bây giờ tại sao anh lại muốn thay đổi khẩu vị, muốn ăn những thức ăn do người khác làm vậy? Âu Dương Hạo khó hiểu hỏi: "Không phải như vậy, tôi muốn tìm đầu bếp để dạy bà xã tôi nấu cơm." Diệp Thu thản nhiên nói: "Chính anh dạy đi, tùy tiện chỉ hai chiêu thôi, tôi đoán chứng chị dâu có thể đi tham gia thi đấu ở giải so tài đầu bếp rồi đấy." Âu Dương Hạo cười trêu ghẹo, nói: "Tôi dạy thì chỉ sợ bị lộ tẩy, vẫn nên là đi tìm một thầy dạy bên ngoài đi, tôi cũng có thể yên tâm hơn một chút." Diệp Thu nhún vai, bất đắc dĩ nói: vì không muốn Lâm Thanh Nhã hoài nghi nên bình thường cho dù là anh nấu cơm vì cô thì cũng sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách nấu khó ăn một chút để làm cho mình nấu ăn có vẻ bình thường. Cho nên anh mới không dám tự mình dạy Lâm Thanh Nhã nấu cơm. Nếu không thì chỉ bằng khứu giác nhạy bén của Lâm Thanh Nhã, cô có thể nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Như vậy à, được rồi, để tôi sắp xếp ở bên này một chút. Âu Dương Hạo gật đầu, lập tức nói, anh còn có yêu cầu gì khác không? nhất định phải nghĩ cách sắp xếp sao cho tự nhiên một chút, đừng để bà xã của tôi cảm thấy được tôi đặc biệt vì cô ấy mà đi tìm thầy dạy nấu ăn, nếu không cô ấy sẽ cho rằng tôi cảm thấy cô ấy nấu khó ăn. Diệp Thu dặn dò, được rồi, chuyện này anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp thật thỏa đáng. Âu Dương Hạo đảm bảo nói. Mặt khác, Diệp Thu suy tư một chút rồi cười khổ nói, hiện tại hãy nghĩ cách đưa một hộp thuốc tiêu cơm đến đây cho tôi đi, dạ dày tôi có chút khó chịu. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày quyết chiến mà chủ võ quán quyền quán thương ưng mà côn gửi thư khiêu chiến đã đến. Tới gần giữa trưa, quyền quán thương ưng trở nên rất náo nhiệt. Bởi vì trước đó mà côn đã gửi thiệp mời tới các anh hùng trong giới võ thuật, mời tất cả mọi người đến xem cuộc chiến này. Thậm chí nhân sĩ luyện võ của các môn phái ở mấy thành phố lân cận Giang Châu cũng được mời. Và lại Mạc Côn là một đại sư võ thuật có tiếng ở trong giới võ thuật của Giang Châu. Hơn nữa, quyền quán thương ưng cũng là võ quán xếp thứ ba trong các võ quán lớn ở Giang Châu. Cho nên ông ta có sức kêu gọi vô cùng lớn. Mà mấy tên to xác vừa nghe đến việc mà Côn tự mình muốn quyết đấu với người khác nên đều tới vây xem. Ở bên trong quyền quán thương ưng có xây một lôi đài chuyên dùng để tỉ võ. Mà giờ phút này, trận quyết đấu còn chưa bắt đầu, các ghế khán giả ở trên cạnh lôi đài đã được lấp đầy bởi người rồi. Hai hàng đầu tiên dĩ nhiên là ghế của khách quý có thể ngồi ở chỗ này đều là các đại sư võ thuật các nhân vật quan trọng trong các môn phái cuối cùng chính là ghế của các chủ võ quán sau ghế này chính là những nhà giàu có ở địa phương những thương nhân thành đạt sau khi bọn họ biết được có trận quyết đấu này đều đã bỏ rất nhiều tiền ra mua một tấm vé vào cửa để đến đây tham quan tuy nhiên đây đều là những người ngoài nghề tiêu tiền vào đây cũng chỉ là vì muốn đến xem náo nhiệt mà thôi mà trong đó có cả lưu viễn trí Vừa đúng lúc con trai của ông ấy, Lưu Bằng Phi bệnh nặng mới khỏi. Ông ấy nghe nói có tin tức ngầm đưa tin sẽ có một trận quyết đấu cấp quan trọng của các đại sư trong giới võ thuật Giang Châu mà bản thân ông ấy cũng có chút si mê đối với võ thuật nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua hai tấm vé vào cửa rồi đưa theo con trai Lưu Bằng Phi của mình đến đây xem cuộc chiến. "Ba, ba nói xem hôm nay ai sẽ thắng vậy?" Trên ghế khán giả, Lưu Bằng Phi quay đầu nhìn Lưu Viễn Trí, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi tám phần 10 chính là Đại sư Mạc đi, ông ta là cao thủ võ thuật số 1 số 2 ở Giang Bắc mà, nhìn khắp cái Giang Châu này, người có thể thắng được ông ta đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Viễn Trí suy tư một chút rồi cười nói. Lợi hại như thế sao? Vậy người quyết đấu với Đại sư Mạc là ai vậy? Lưu Bằng Phi nghi hoặc nói. Ba không rõ lắm, nhưng mà dám quyết đấu với Đại sư Mạc thì hẳn cũng không phải là một người đơn giản đâu. Lưu Viễn Trí lắc đầu, có chút không chắc chắn nói. Nhưng mà ông ấy vừa mới dứt lời thì ở bên cạnh lập tức vang lên một giọng nói ngập tràn khinh thường. Thôi đi, cái chó má gì mà không đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc chưa mọc đủ lông mà thôi, ỷ vào việc bản thân có một chút phó thuật mà cũng không biết sống chết đi khiêu chiến với đại sư Mạc rồi. Tôi đoán rằng anh ta chán sống rồi. Lời này là của người ngồi bên cạnh Lưu Viễn Trí nói ra. Đó là một người đàn ông trung niên mập mạp có cái bụng to và đầu hói trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của người này thì thấy có vẻ ông ta cũng là một doanh nhân dùng tiền để đến đây xem trò vui. Nghe thấy lời này, hai ba con nhà họ lưu quay đầu về nhìn người đàn ông mập mạp. Người anh em này, có vẻ như anh rất hiểu rõ đối phương thì phải. Lưu viễn trí mỉm cười, hỏi người đàn ông mập mạp. Đó là điều đương nhiên, anh có biết tôi có quan hệ như thế nào với đại sư mạc không? ông ta chính là hàng xóm và cũng là bạn học của tôi, tính toán một chút thì chúng tôi ít nhiều cũng được coi như người thân, anh nói thử xem tôi có thể hiểu biết ít được sao. Người đàn ông mập mạp kia liếc mắt nhìn Lưu Viễn Trí một cái, vẻ mặt đắc ý nói. Vậy xin hỏi, đến tột cùng, người dám quyết đấu với Đại sư Mạc là người nào vậy? Vẻ mặt Lưu Viễn Trí tò mò, hỏi. Cụ thể tên là gì thì tôi cũng không biết rõ nhưng có thể chắc chắn là trước đây thằng nhóc này không có một chút danh tiếng nào. Từ trước đến giờ, trong giới võ thuật Giang Châu cũng không có một người nào như vậy, tiếng tăm của người này mới nổi lên dạo gần đây, nên chắc thực lực cũng không ra sao đâu. Tôi đoán rằng anh ta chỉ muốn mượn cơ hội khiêu chiến với đại sư Mạc này để cố gắng tuyên truyền bản thân mình, muốn tăng thêm danh tiếng cho bản thân. Loại cọ nhiệt người khác này tôi đã gặp rất nhiều rồi, cứ chờ xem đại sư Mạc sẽ đánh anh ta như thế nào." Người đàn ông mập mạp cười khinh miệt, nói: "Nghe thấy những lời này Lưu Viễn Trí có chút đăm chiêu gật gật đầu. Mà đúng lúc này, Mạc Côn mặc một bộ quần áo luyện công màu đen đi ra. Bên cạnh ông ta còn có một tên đệ tử đẩy giúp một cái xe lăn. Người ngồi trên xe lăn chính là sư đệ của Mạc Côn, Trịnh Luân. Audio điện tử võ tấn bền. chương 196, được gọi là không tự lượng sức. Ai di đà Phật, thí chủ Mạc, rốt cuộc thì hôm nay Bần Tăng cũng có thể tận mắt chứng kiến quyền pháp thương ưng của ông rồi. Ở chỗ ngồi của khách quý có một hòa thượng đầu chọc, lông mày dài bạc trắng, rũ xuống gần tận cằm, mỉm cười nói. Người này chính là đại sư thích ngôn của Thiếu Lâm, một người luyện tập long trảo thủ của Thiếu Lâm đến mức xuất thần nhập hóa. Chính là cái được gọi là thiên hạ võ công xuất sắc từ Thiếu Lâm. Quyền pháp thương ưng và Thiếu Lâm long trảo thủ giống nhau, đều là những chiêu thức võ công nổi danh thiên hạ, cho nên đại sư thích ngôn không ngại đường xa nghìn km để đến đây xem phong thái của quyền pháp thương ưng. Tôi đã nghe danh quyền pháp thương ưng của đại sư mà có thể đánh bại tất cả mọi người, cả thiên hạ này không có đối thủ từ lâu rồi. Hôm nay mới có thể gặp mặt, đây cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Bên cạnh đại sư thương ưng, một người đàn ông trung niên mặc áo bảo màu đen, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm, nhếch miệng cười nói. Mà người này, lai lịch cũng không thể đùa được. Đây chính là đạo trưởng hướng ngư của phái võ đang. Ông ta tu luyện thái cực kiếm pháp, có thể nói là tuyệt đỉnh, ông ta được coi là cao thủ sử dụng kiếm. Ngoài ra, các đại sư võ thuật của các môn phái khác cũng đều xôn xao chào hỏi với Mạc Côn, có thể nói là rất cho Mạc Côn mặt mũi. Vào lúc này, dĩ nhiên là trên mặt Mạc Côn vui như hoa nở rồi, ông ta vội vàng ôm quyền với mọi người, cảm kích nói, "Cảm ơn các vị đại sự đã khen ngợi, hôm nay Mạc Côn này nhất định sẽ thể hiện hết tài năng của mình." sẽ thể hiện hết quyền pháp thương ưng cho các vị xem, tuyệt đối không làm các vị thất vọng. Nói xong, Mạc Côn nhẹ nhàng vùng ống tay áo, một tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đưa Trịnh Luân sang một bên. Ở đó có hai chỗ ngồi, là chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho hai sư huynh đệ bọn họ. Mạc Côn sẽ ngồi ở chỗ này đợi Diệp Thu tiến vào chịu chết. Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Mạc Côn, Lưu Viễn Trí không khỏi lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy sùng bái nói, không hổ danh là Đại Sư Mạc cái khí chất này không phải người bình thường có thể có được. Đó là điều đương nhiên, cũng không nhìn xem đại sư Mạc là ai. Tôi dám nói rằng cả cái giang bắc này sẽ không có ai có thể làm đối thủ của đại sư Mạc. Người đàn ông mập mạp bên cạnh Lưu Viễn Trí cười đắc ý, vẻ mặt kích động, nói. Bộ dáng kia thật giống như mà Côn Chính là ba của ông ta vậy, ông ta ra sức thổi phồng, ra sức nịnh nọt. Ngay lập tức, ông ta lại nhìn đám người xung quanh, cười diễu cợt, hỏi, ai ra, các người nói xem, cái tên nhóc không biết sống chết kia có thể trụ được mấy chiêu của đại sư mạc. Người đàn ông mập mạp này vừa dứt lời thì cả khán đài đều trở nên náo nhiệt. Mấy chiêu, ha ha, tôi thấy đại sư mạc chỉ cần một chiêu là có thể đánh bay thằng nhóc kia đấy. Đúng đấy, chỉ là một tên vô danh mà cũng đòi chống lại đại sư mạc sao. Quả thực chính là châu chấu đá xe, lấy trứng chim trọi tảng đá tôi cá một một trăm lượng vàng là chút nữa tên nhóc kia sẽ bị khí thế của đại sư mạc dọa cho tiểu gia quần, ha ha ha. Tất cả mọi người trong khán đài đều nói lời châm chọc. Rõ ràng là không có ai cho rằng Diệp Thu có thể làm đối thủ của Đại Sư Mạc được. Nghe mọi người nói, Lưu Viễn chí cũng chỉ biết lắc đầu. Trong mắt ông ấy, những người trẻ tuổi bây giờ đều rất táo bạo, ví dụ như người trẻ tuổi này, dám khiêu chiến với Đại Sư Mạc ỉ vào có một chút thân thủ đã dám khiêu khích với đại sư mạc nổi danh đã lâu. Đây không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây, Lưu Viễn Trí quay đầu lại nhìn Lưu Bằng Phi, dạy bảo, Bằng Phi, con vĩnh viễn nhớ kỹ cho ba, cho dù về sau con có lấy được thành tích gì đi chăng nữa cũng không được có ý nghĩ đi khiêu chiến những người mạnh hơn mình quá nhiều. Như vậy không gọi là có dũng khí mà gọi là không biết tự lượng sức mình, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Lưu Bằng Phi vội vàng gật đầu tập đoàn Lâm Thị. Biết được buổi chiều hôm nay chính là thời gian quyết đấu cùng với Mạc Côn, Diệp Thu thương lượng với Lâm Thanh Nhã nửa ngày, thật vất vả mới khiến cho cô đồng ý cho anh xin nghỉ một giờ vào buổi chiều ngày hôm nay. Mà cái này là do Diệp Thu vừa mới giúp tập đoàn Lâm Thị lôi kéo được khách hàng lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn đồ trang điểm ơ lên, nếu không thì Diệp Thu đừng hòng mơ tới. Rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, Diệp Thu vừa mới tới trạm xe buýt, đang chuẩn bị bắt xe buýt đến quyền quán thương ưng thì đúng lúc này, một chiếc Lincoln đột nhiên dừng lại trước mặt anh. Cửa xe mở ra, một bóng người đi xuống, vậy mà lại là vua Giang Bắc, Chu Thái. Sau khi nhìn thấy Diệp Thu, Chu Thái vội vàng cung kính tiến lên đón. Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói, sao ông lại tới đây? Tôi trùng hợp đi ngang qua nơi này, đúng lúc nhìn thấy cậu Diệp đang đợi xe công cộng cho nên tôi cũng lập tức bảo tài xế lái xe đến đây. Chu Thái cười nịnh nọt, giải thích. Hóa ra là như vậy diệp thu đăm chiêu như có điều suy nghĩ gật đầu đúng rồi cậu diệp nhìn dáng vẻ này của cậu cậu chuẩn bị đi tới đâu vậy chu thái nhìn diệp thu thử dò hỏi quyền quán thương ưng diệp thu lạnh nhạt nói dù sao đây cũng không phải điều bí mật gì cho nên anh cũng không có ý định che giấu nhưng mà sau khi chu thái nghe thấy vậy thì cả người đều sửng sốt lúc này ông ta kinh ngạc nói cậu diệp cậu muốn đế quyền quán thương ưng sao đúng vậy diệp thu gật đầu nghi ngờ nói sao thế vừa hay tôi cũng muốn đến quyền quán thương ưng nghe nói hôm nay có người vô danh nào đó muốn quyết đấu với mạc côn của quyền quán thương ưng cho nên tôi đặc biệt đến đó để xem cuộc chiến vẻ mặt chu thái hưng phấn nói làm sao ông biết đến chuyện quyết đấu diệp thu nhíu mày nghi ngờ hỏi là do mạc côn tự mình nói đó toàn bộ giới võ thuật giang châu kể cả những người có máu mặt trên cơ bản đều nhận được thiệp mời của mạc côn Chu Thái vội vàng nói. Nói cách khác chính là ở hiện trường có rất nhiều khán giả sao. Sắc mặt Diệp Thu hơi thay đổi, anh cao mày hỏi. Cũng có thể nói thế, có không ít người bỏ tiền ra mua vé vào cửa để xem trận đấu này đâu, đoán chừng lúc này với vé vào cửa của quyền quán thương ưng kiếm được hơn 30 triệu. Chu Thái cười nói. Mà côn này, Diệp Thu lập tức có chút bất lực. Anh vốn tưởng rằng đây chỉ là một trần quyết đấu ngầm thôi. Nói như vậy, anh sẽ ra mặt thu thập mạc côn một chút, cảnh cáo ông ta về sau nên sống thành thật hơn, việc này còn chưa xong đâu. Thế nhưng anh không ngờ rằng mạc côn lại gọi nhiều người đến xem cuộc chiến như vậy. Mà Giang Châu lại là một nơi tập trung rất lớn, nếu như đi tới đấy rồi bị người nhận ra thì sẽ dễ bị truyền đến tai lâm thanh nhã, và ai không phải là phơi bày thân phận sao. Nghĩ đến đây, lông mày Diệp Thu cũng nhíu chặt. Cậu Diệp, cậu không sao chứ? Chu Thái nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thu không được tốt lắm, vội vàng quan tâm hỏi. "Không có chuyện gì?" Diệp Thu lắc đầu. "Nếu cậu Diệp cũng là đi xem trận quyết đấu thì không bằng lên đi cùng xe của tôi luôn, chúng ta nhanh chóng lên đường." Chu Thái nhìn Diệp Thu, vội vã lấy lòng nói. "Chương 197, khẩu trang hình hoạt hình." Đối mặt với sự nịnh bợ của Chu Thái, Diệp Thu cũng có chút xấu hổ. Anh cũng không ngờ là lại để cho người khác nhận ra mình nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Tất nhiên, những lời này anh sẽ không nói cho Chu Thái biết, anh lập tức nói, đã không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thôi. Xin mời cậu Diệp. Chu Thái vội vàng nghiêng người nhường bước, bày ra tư thế, mời. Diệp Thu gật đầu, cùng với Chu Thái ngồi lên xe Lincoln. Mức độ sang trọng ở bên trong xe, tất nhiên là không cần nói nhiều. Các loại trang trí, cần cái gì có cái đó, thậm chí còn trang bị thêm một cái bàn rượu, trông rất xa xỉ. Đầu tiên Chu Thái rót cho Diệp Thu một ly rượu ngon, sau đó nhanh chóng tìm kiếm khẩu trang. Khoảng chừng sau 5 phút đồng hồ nhìn trái ngó phải, Chu Thái tìm được từ chiếc hòm đựng đồ bên cạnh người lái xe một cái khẩu trang, ông ta đưa đến trước mặt cho Diệp Thu, có chút ngại ngùng nói, "Cậu Diệp, tôi tìm nửa ngày trời, chỉ tìm được cái này, hy vọng cậu không khinh thường." Diệp Thu cúi đầu xuống nhìn lập tức chán đầy vạch đen, khóe miệng run rẩy một lúc. Bởi vì, hóa ra đó là một chiếc khẩu trang hoạt hình của Spongebob. Hơn nữa nó còn rất ngộ nghĩnh và dễ thương. Tất nhiên trẻ con đeo sẽ không thành vấn đề. Nhưng anh lại là một người lớn, nếu đeo vào có hơi khác lạ cái này. Diệp Thu không biết nói gì hơn. Ha ha, ngại quá cậu Diệp, vậy để tôi đi mua, tôi mua về cho con trai tôi chơi, còn chưa kịp đeo nó, hoàn toàn còn mới, nếu cậu không chê cười, trước tiên cứ đeo đi nếu thật sự không đeo được tôi sẽ bảo lái xe dừng lại mua cái mới chu thái ngại ngùng nói lập tức bảo lái xe dừng xe lại khoan đã diệp thu vội và ngăn cản chu thái lại bởi vì thời gian bây giờ không còn nhiều lắm đoạn đường còn rất dài nếu như dừng xe lại để mau khẩu trang chắc chắn sẽ bị chậm nghĩ đến đây diệp thu do dự một chút khẩu trang hình phim hoạt hình thì khẩu trang phim hoạt hình còn đỡ hơn so với bị nhận ra. Nghĩ đến đây Diệp Thu lập tức nhận lấy khẩu trang hình hoạt hình Spongebob trong tay Chu Thái, nói, bỏ đi, cái này cũng được. Chu Thái mỉm cười gật đầu. Đến nơi vừa đúng 45 phút. Nhìn thấy cổng bãi để xe có một chiếc siêu xe. Diệp Thu chỉ biết, người đến võ quán xem trận đấu này không phải là ít. Quả nhiên, lúc đi đến cửa lớn, Diệp Thu liếc mắt vào bên trong một cái, chỉ thấy trên khán phòng, rất đông người đã đến giờ ngôi sao chuẩn bị bắt đầu hát chuyện này làm cho diệp thu không biết nên nói gì vội vàng đeo khẩu trang hình bọt biển lên mặt đến tận đây lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm thoáng yên tâm chỉ là từ lúc anh đeo chiếc khẩu trang hình bọt biển này luôn gặp phải những ánh mắt kỳ lạ nhìn mình bởi vì anh là một người đàn ông trưởng thành dù không ai nhận ra mình là ai nhưng anh vẫn quyết định đánh xong lập tức rút lui ở cửa quyền quán Thương Ưng có hai tên đệ tử võ quán phụ trách việc trông cửa kiểm tra vé. Không có vé vào cửa hoặc là không có thư mời là không được vào trong. Nhưng có Chu Thái dẫn đường, tất nhiên Diệp Thu rất là thuận lợi bước vào trong võ quán. Làm võ quán nổi danh đứng top 3 hạng đầu ở Giang Bắc. Không thể không nói, võ quán Thương Ưng vẫn rất lớn, nó sắp sửa to bằng sân vận động cỡ nhỏ rồi. Chỉ sợ tiền thuê nhà ở đây một năm cũng không rẻ. Nhưng lấy danh tiếng của võ quán Thương Ưng, cũng xứng đáng với một nơi lớn như vậy. Diệp Thu cũng không vội vã đi lên lôi đài. Dù sao thời gian quyết đấu là 3 giờ, hiện tại chỉ mới 2 giờ 30 phút. Đúng giờ rồi đi cũng không muộn. Thế là anh đi theo Chu Thái tới khán đài trước. Nhắc tới cũng trùng hợp, Chu Thái mua hai chỗ ngồi đều ngay đằng sau Lưu Viễn Trí. "Anh Chu, anh đến rồi." Hiển nhiên Lưu Viễn Trí có quen biết với Chu Thái, ông ấy vội vàng chào hỏi anh Lưu, anh tới sớm thật đó. Chu Thái mỉm cười đáp lại. Đây không phải là do tôi nhàn rỗi không có chuyện gì nên mới dẫn con trai tới cảm nhận một chút không khí của giới võ thuật à. Lưu Viễn Trí chỉ Lưu Bằng Phi ở bên cạnh, vừa cười vừa nói. Ông ấy lập tức vội vàng nhìn Lưu Bằng Phi một cái nhắc nhở, Bằng Phi, con còn không nhanh chào hỏi chú Chu đi. Xin chào chú Chu, Lưu Bằng Phi vội vàng kính cẩn chào hỏi Chu Thái. Mà sau khi cậu ta nhìn thấy Diệp Thu ở bên cạnh Chu Thái, cậu ta không nhịn được bật cười, ha ha, cái khẩu trang này thật thú vị. Bằng Phi, không được vô lễ, Lưu Viễn Trí chừng Lưu Bằng Phi một cái, quát lớn. Lưu Bằng Phi bị dọa đến rụt cổ, cậu ta vội vàng ngậm miệng lại. Bây giờ Lưu Viễn Trí mới nhìn Chu Thái, ông ấy chỉ Diệp Thu đeo khẩu trang ở bên cạnh, nghi ngờ nói anh Chu, vị này là ai? Thật ra lúc Chu Thái và Diệp Thu vừa tới, Ông ấy đã chú ý tới Diệp Thu rồi. Chủ yếu là bởi vì Diệp Thu đeo một cái khẩu trang in hình hoạt hình Spanbop hết sức thu hút ánh mắt người khác. Ông ấy muốn không chú ý cũng khó. Tiếp theo, ông ấy nhìn thân hình của Diệp Thu, luôn có cảm giác quen thuộc. Nhưng bởi vì bây giờ Diệp Thu đang đeo khẩu trang che mặt, anh lại không mặc âu phục mà bình thường hay mặc. Khiến cho ông ta không nhận ra ngay được là một người bạn thân thiết của tôi nghe nói hôm nay ở đây có quyết đấu cho nên mới đi đến xem với tôi chu thái khẽ cười nói là vậy à lưu viễn trí như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ông ấy lập tức nhìn diệp thu rất là khách sáo chào hỏi xin chào diệp thu nhẹ gật đầu không nói gì điều này khiến lưu viễn trí sửng sốt một chút nhưng ông ta cũng không có bất kỳ sự không vừa lòng nào bởi vì ông ấy biết thân phận của chu thái nếu đã là bạn bè thân thiết của chu thái Vậy chắc chắn thân phận cũng không bình thường, người ta có chút lạnh lùng cũng là chuyện thường thôi. Ngay sau đó, Lưu Viễn Trí và Chu Thái lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, sau đó xoay người đi. Bởi vì sắp đến 3 giờ. Quyết đấu sắp bắt đầu. Bây giờ mà côn đứng dậy đi tới trên võ đài, ông ta ôm quyền với đám người, hai tay chắp ở đằng sau lưng, hai mắt nhắm lại, bộ dáng cao thâm khó dò. Mà mắt thấy chỉ còn lại 3 phút là đến 3 giờ chiều rồi nhưng lại vẫn không thấy bóng dáng của diệp thu như cũ tất cả mọi người trên khán đài chờ đợi đến có chút không kiên nhẫn bọn họ lập tức nghị luận ẩm ý có phải là thằng danh con kia sợ rồi nên không dám tới không đúng đấy đoán chừng cũng thăm dò được đại sư mạc quá giỏi cho nên cậu ta đã trực tiếp bị dọa sợ thôi đi thật là một kẻ kém cỏi mới thế đã sợ à không thú vị chút nào tôi còn muốn nhìn thấy cảnh đại sư mạc hung hăng trà đạp anh ta đó Diệp Thu ngồi yên trên khán đài, đương nhiên những lời nghị luận này anh cũng có thể nghe thấy. Nhưng trên mặt của anh lại không có chút thay đổi gì, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, yên lặng nhìn chầm chầm thời gian trên điện thoại di động. Cuối cùng 3 phút trôi qua rất nhanh, mắt thấy thời gian đã đến 3 giờ chiều. Diệp Thu đang chuẩn bị đứng dậy lên võ đài. Á, à, nhưng mà đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa lớn của võ quán lại truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Chương 198, võ quán karate. Nhìn vào ba người đàn ông trước mặt khiến mọi người có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hôm nay ba người họ định đấu với Mạc Côn sao? Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thu trên khán đài cũng nheo mắt lại, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, sau đó lại ngồi xuống ghế yên lặng quan sát. Trong ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, ba người đàn ông tiến đến trước mặt Mạc Côn. Mạc Côn nhìn ba người từ trên xuống dưới sau đó quay đầu lại nhìn trịnh luân đang ngồi trên xe lăn và nghi hoặc nói là bọn họ sao không em không biết ba người bọn họ trịnh luân lắc đầu ồ mà côn hít mắt sau đó quay đầu nhìn ba người và lạnh lùng hỏi các anh là ai mà dám xông vào quyền quán thương ưng của tôi không những thế còn đả thương đệ tử của tôi các anh có mục đích gì nghe thấy vậy người đàn ông cầm đầu tiến lên phía trước hai bước anh ta nở một nụ cười khinh thường và nhìn mà côn ngạo mạn nói tôi là Matsushima Kazuki, đệ tử của môn phái karate Nhật Bản, đương kim đai đen karate lần thứ tư, còn hai người này là đàn em của tôi. Nói xong, Matsushima Kazuki chỉ vào hai người đàn ông đang đi theo mình. Mà côn cao mày, vẻ mặt u ám hỏi, karate Nhật Bản ư, anh ở đây làm gì? Tôi nhớ rằng tôi đã mời tất cả các tuyển thủ của giới võ thuật hoa hạ, nhưng tôi chưa bao giờ mời các anh. Vậy thì cứ coi như chúng tôi không mời mà đến đi. Matsushima Kazuki cười lạnh, sau đó anh ta liếc nhìn các võ sư trên hàng ghế VIP, khinh thường nói, tôi từ lâu đã nghe nói võ thuật hoa hạ có lịch sử lâu đời và các cao thủ xuất hiện với số lượng lớn. Nhưng tôi thấy thì cũng chỉ là đám người chân yếu tay mềm không có lợi ích gì mà thôi. Trên chiến đấu thực tế thì các anh hoàn toàn không phải là đối thủ karate của đất nước chúng tôi. Tôi biết rằng hôm nay có rất nhiều võ sư hoa hạ tụ tập ở đây nên tôi đã đặc biệt đến để cho mọi người biết về sự lợi hại của karate đất nước chúng tôi. Những người có mặt ở đây, không chỉ những võ sư ngồi ghế VIP mà tất cả mọi người trong khán đài đều phẫn nộ. Bởi vì Matsushima Kazuki không chỉ làm nhục võ thuật hoa hạ mà còn làm nhục tất cả những người hoa hạ có mặt ở đây. Chết tiệt, đúng là không coi võ thuật hoa hạ chúng ta ra cái gì cả. Anh ta thực sự không đặt võ thuật hoa hạ vào mắt đánh chết anh ta đi, mẹ kiếp, tôi chịu không nổi nữa rồi. Các vị võ sư phía trước, xin hãy ra tay cho anh ta một bài học đi. Nhất thời tất cả những người có mặt ở đây đều tức giận, ai nấy đều chừng mắt nhìn ba người Matsushima Kazuki bằng ánh mắt căm giận. Nếu đôi mắt có thể giết người thì ba người Matsushima Kazuki đã bị giết chết từ lâu rồi. Tuy nhiên khi đối mặt với những đôi mắt giận dữ này, Matsushima Kazuki hoàn toàn coi như không thấy. Anh ta quay đầu nhìn về phía Mạc Côn, khinh thường hỏi, "Ông là cao thủ của trung tâm võ thuật này đúng không? Vậy thì bắt đầu từ ông đi." Anh thật sự muốn khiêu chiến tôi ư? Mạc Côn híp mắt, vẻ mặt ảm đạm hỏi, "Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ chủ nhân của quyền quán thương ưng lại là một con rùa rụt cổ ư? Nếu ông thực sự sợ hãi thì chỉ cần quỳ xuống van xin tôi mà thôi, tôi sẽ rủ lòng thương xót mà buông tha cho ông." Khóe miệng Matsushima Kazuki cười nhẹ và nói một cách ngạo mạn, đúng là làm càn, sắc mặt mà côn trầm xuống, ông ta nhìn thẳng vào mắt Tsushima Kazuki và tức giận nói, anh đã thương đệ tử của tôi, bây giờ còn dám nói những lời xúc phạm võ thuật hoa hạ. Nếu hôm nay tôi để anh có thể đi ra ngoài thì đúng là võ thuật hoa hạ chúng tôi không ra gì rồi. Lời thách thức của anh, ông già này xin chấp nhận. Mà côn nghiến răng, trực tiếp mở ra thế chiến đấu và quát, tới đi nào, để cho ông già này nhìn xem anh có tài cán gì, nếu hôm nay tôi không đánh bại được anh thì đúng là luyện võ bao lâu nay tốn công vô ích rồi mà côn xem ra ông là một ông già khá tốt bụng ở hoa hạ có một câu nói cổ là châu chấu đá xe tôi thấy điều này rất thích hợp với ông đấy matsushima kazuki khinh thường nói đừng nói nhảm nữa mau đánh đi mà côn nghiến răng nghiến lợi nói không không ông không xứng để cho tôi động tay matsushima kazuki chế nhạo lắc đầu sau đó nhìn về phía người đàn ông bên trái và nói taro yamamoto cho em tùy tiện xử lý lão già này nhưng nhớ kỹ đừng nhẹ tay nhé hi hi anh đừng lo lắng em nhất định sẽ cho xương cốt ông ta gãy đoạn taro yamamoto gật đầu và nói với vẻ chế nhạo anh ta bước tới và đứng đối mặt với mạc côn đổi người ư coi thường ông già này đúng không nếu vậy thì hôm nay tôi sẽ cho các anh biết võ thuật hoa hạ nó như thế nào khuôn mặt của mạc côn sa sầm Ông ta nghiến răng và chuẩn bị đánh. "Anh Mạc, chờ một chút." Tuy nhiên, có một giọng nói già nua phát ra từ khu vực VIP. Mạc Côn nghe thấy thì cau mày và quay đầu lại nhìn. Người vừa nói là một ông già mặc bộ đồ đường màu đỏ và người này tên là Triệu Hách. Ông ta là hậu duệ duy nhất của Đường Lang Quyền và rất nổi danh ở võ thuật Giang Châu. "Anh Triệu, anh có ý gì vậy?" Mạc Côn hỏi với vẻ mặt khó hiểu. "Anh Mạc, sau này anh còn phải chiến đấu với những người khác." vẫn nên giữ thể lực thì hơn, ba người này để cho tôi giải quyết, triệu hách cười nói. Nghe thấy vậy thì mà côn cao mày suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý, anh triệu nói cũng có lý, vậy thì làm phiền anh triệu nhiều rồi. Bảo vệ tôn nghiêm võ thuật hoa hạ là nhiệm vụ của tất cả những người học võ thuật ở hoa hạ. Đó là điều nên làm mà thôi, triệu hách phất tay đứng dậy và đi đến võ đài. Đại sư triệu, ông nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ ba tên kia đại sư triệu cố gắng lên đánh cho bọn họ phải đi nhặt răng thì thôi đại sư triệu hãy cho ba tên kia biết võ thuật hoa hạ chúng ta lợi hại như thế nào mọi người trong khán đài nhìn thấy triệu hách sắp ra tay thì đều rất phấn khích mà cổ vũ cho triệu hách nghe thấy những lời cổ vũ đó nụ cười trên mặt triệu hách cũng tự tin hơn đây là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá võ thuật giang châu chỉ cần đánh bại ba tên kia thì võ thuật giang châu sẽ nổi danh khắp nơi sẽ có rất nhiều người tìm đến võ quán của ông ta học, lợi nhuận cứ như thế tăng lên không kể xiết. Đường lang quyền cũng có thể được biết đến một cách triệt đề. Khi nghĩ đến những điều này triệu hách như thể mở cờ trong bụng. chương 199, liên tiếp thảm bại. Dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi của mọi người, triệu hách ngẩng đầu bước đi tới trước mặt Taro Yamamoto, ngửa đầu lên, hai mắt híp lại, dùng khuôn mặt miệt thị nói, thằng ôn con kia, dám cả gan khiêu chiến võ thuật hoa hạ chúng ta, hôm nay tao sẽ cho mày khóc lên khóc xuống, cũng đừng có nói là tao đây bắt nạt mày, nhưng mày ra một đòn trước, ra tay đi. Ha ha, Taro Yamamoto cười lạnh, cũng không thèm nói nhảm mà nâng chân đạp thẳng về phía triệu hách. Triệu hách vẫn luôn tỏ ý khinh miệt thấy vậy, sắc mặt bóng hoàn toàn thay đổi, bởi vì cú đạp này của Taro Yamamoto nhanh vô cùng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Triệu hách tránh đòn không kịp, chỉ trong chớp mắt đã bị đá trúng bụng dưới. Chỉ nghe, hự, một tiếng, anh ta hét lên thảm thiết, cơ thể triệu hách lập tức bay hẳn ra ngoài, ngã cái rầm trên đất, một hồi lâu sau vẫn chưa đứng dậy được. Toàn bộ võ quán thoáng cái yên tĩnh hẳn đi, nhóm người vốn mang theo chờ mong kia bây giờ đều đang đứng được cả ra. Bọn họ đang chờ triệu hách dậy dỗ Taro Yamamoto một chút, giết thằng danh này để đánh đòn phủ đầu. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, triệu hách lại bị thua nhanh như vậy, nhanh tới bất thường đây đúng là điều ngoài dự đoán của mọi người ha 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 võ thuật của hoa hạ cũng chỉ đến thế mà thôi không chịu nổi một đòn đánh matsushima kazuki ngửa đầu cười phá lên tỏ ý khinh thường những người đang ngồi đó nghe thấy vậy sắc mặt đều trở nên kém đi còn kẻ không biết lượng sức nào muốn lên đây đấu thử không taro yamamoto phách lối nhìn về hàng ghế của khách quý gào lên thật to để tôi một nam trung niên mặc đồ luyện công màu trắng vỗ đùi đứng lên khỏi ghế. Mà người này là truyền nhân của 12 ngón võ chân, Đàm Nhất Trác. Đây là sự tồn tại lừng lẫy nhất nhì giới võ thuật Giang Châu. Bây giờ lại gặp được. Mọi người đều ngẩn ra, lập tức như thấy được hy vọng, vội vàng nói đệm vào để trợ uy, đại sư Đàm cố lên, nhất định phải báo thù cho đại sư Triệu đó. Tuyệt đối đừng để thằng khốn kia đánh bại. Đại sư Đàm cho bọn chúng biết sự lợi hại của ngón võ chân hoa hạ đi. Trên khán đài, Chu Thái quan sát thấy như vậy thì cũng nhíu mày, lập tức quay sang nhìn Diệp Thu bên cạnh, tò mò nhỏ giọng hỏi, "Cậu Diệp này, cậu cảm thấy lần này vị đại sư Đàm kia có đánh bại được Taro Yamamoto không?" "Không thể." Diệp Thu lắc đầu. "Cái tên Taro Yamamoto kia mạnh như vậy ư?" Chu Thái ngạc nhiên hỏi. "Không phải do gã quá mạnh, mà là những người này quá yếu." có lẽ chỉ có vị hòa thượng ngồi hàng đầu tiên và đạo sĩ kia có thể xem được, còn những người khác chẳng qua chỉ là hạng người mượn chùa ít danh tiếng của võ thuật hoa hạ mà thôi. Diệp Thu thản nhiên nói. Chu Thái nghe thấy lời ấy cũng thầm giật mình. Phải biết rằng những người ngồi trên ghế khách quý kia đều là những bậc thấy có tiếng trong giới võ thuật Giang Châu, là cao thủ trong cao thủ. Nhưng trong mắt của Diệp Thu, ngoại trừ đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư, những người khác đều là những kẻ không thể đọ nổi nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Diệp Thu, Chu Thái cũng bình thường trở lại. Mà đúng thật vậy, trong mắt người đã đứng trên đỉnh cao thế giới này như Diệp Thu, dù có xem tất cả mọi người như sâu kiến thì cũng không quá đáng. Cứ như vậy, trong ánh mắt kỳ vọng của mọi người, đàm nhất chắc đi tới trước mặt Taro Yamamoto. Đầu tiên ông ta hung giữ chừng Taro Yamamoto một cái, cười lạnh nói, vừa rồi là do đại sư triệu chủ quan, mới khiến cho mày có cơ hội lợi dụng, nếu lấy cứng đối cứng thì mày cũng chẳng là cái thá gì, nào, để tao thay thế đại sư triệu dạy dỗ mày. Nói xong, đàm nhất chắc quét chân một cái, dùng tốc độ cực nhanh quét ngang qua Taro Yamamoto. Nhưng khi thấy như vậy, trong mắt Taro Yamamoto lại lóe lên chút khinh thường, không thèm tránh né mà lại tung chân, đón lấy đòn quét của đàm nhất chắc. Chỉ trong chớp mắt, chân của hai người va vào nhau. Tiếng xương gãy cái, rác, đột nhiên vang lên, người ta còn chưa kịp phản ứng, Đàm nhất chắc đã biến sắc, đứng tại chỗ ôm lấy chân mình nằm lăn trên đất, đau đớn kêu rên, vì qua lần va chạm này, chân của ông ta đã bị Taro Yamamoto đá gãy luôn. Khán giả có mặt ở đây đều sợ tới ngẩn ngơ, trong mắt suýt nữa lọt ra ngoài hốc mắt. Nếu như trận đầu tiên triệu hách thua vì anh ta quá chủ quan, quá ngạo mạn, để Taro Yamamoto ra tay trước, mất đi lợi thế nên mới thua thì vẫn còn thông cảm được. Nhưng rõ ràng lần này đàm nhất chắc ra tay trước, hơn nữa còn đối kháng trực diện với đối phương, nhưng vẫn thua thảm hại như trận trước, điều này đã đủ để chứng minh được sự tranh lệch thực lực giữa hai bên. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể bình tĩnh được nữa. Ha ha ha, vẫn không chịu nổi một đòn thôi, xem ra võ thuật hoa hạ của các người còn vô dụng hơn tôi đây tưởng tượng nhiều. Matsushima Kazuki lại lần nữa phá lên cười, trên mặt toàn là ý mỉa mai sau đó anh ta nhìn thẳng về nhóm đại sư giới võ thuật ngồi ở hàng ghế khách quý cười lạnh châm chọc nói chẳng lẽ giới võ thuật hoa hạ các người không có ai đánh được à cảm phiền các người có thể cho ai giỏi võ ra đánh nhau với chúng tôi không hai người vừa rồi yếu quá còn ai muốn đánh nữa không chọn người giỏi chút nhé đừng có để cho tôi quật ngã chỉ bằng một chiêu đúng là tẻ nhạt taro yamamoto cũng nhìn vào ghế khách quý cố ý khiêu khích nhưng lần này những vị đại sư giới võ thuật kia lại ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, không còn ai dám đứng ra nữa. Dù sao thực lực của bọn họ cũng chẳng khác hai người triệu hách với đàm nhất chắc là bao. Cho dù đi lên cũng chỉ một chiêu là ngã, mất mặt quá. Mà Matsushima Kazuki thấy không có ai dám đứng ra đánh, nụ cười phách lối trên mặt càng đậm thêm, khinh bỉ nói, cha cha cha, xem ra không có ai dám đối kháng hả. Đúng là một lũ rác rưởi, về sau đừng có đứng trước mặt bọn này khoe khoang gì mà võ thuật hoa hạ, chẳng qua chỉ là đống rác mà thôi, là rác trong rác, mau tống võ thuật hoa hạ của các người xuống địa ngục đi. chương 200, bọn họ sẽ thua. Đại sư thích ngôn cố lên, ông là hy vọng cuối cùng của bọn tôi đấy. Nhất định phải cố lên, cứu lấy tôn nghiêm của võ thuật hoa hạ, coi nhưng tất cả đều nhờ vào ông. Đại sư thích ngôn, nhất định ông phải dạy dỗ cái tên khốn kia đấy. Chỉ trong chốc lát, Đám người kia lại nhao nhao cả lên. Hiển nhiên là sau hai lần bị đả kích, bọn họ đều gửi gắm hết hy vọng vào đại sư Thích Ngôn, tất cả đều dõi mắt nhìn theo. Đại sư Thích Ngôn không nhanh không chậm đi tới sàn đấu, A Di Đà Phật, thí chủ Mạc, trận quyết đấu của ông quan trọng hơn, người này cứ giao cho Bần tăng giải quyết. Đại sư Thích Ngôn nhìn Mạc Côn, vừa cười vừa nói: "Vậy làm phiền đại sư vậy?" Mạc Côn ôm quyền, dùng giọng cung kính nói: a di đà Phật, Đại sư Thích Ngôn mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Taro Yamamoto, thản nhiên nói, vị thí chủ này, để bần tăng mở mang xem võ karate của các người nhé. Ha, xem ra giới võ thuật hoa hạ của các người đúng là chẳng ra sao, vậy mà lại phái một lão già chọc đầu, các người cho là tôi sẽ hiểu ý mà nương tay à. Yên tâm, tôi đây sẽ đánh ông tới hộp máu như thường. Taro Yamamoto cười khinh một tiếng, không nói hai lời, quét ngang một cái thật mạnh về phía Đại sư Thích Ngôn. A-di-đà Phật, Đại sư Thích Ngôn đứng im ở đó không hề nhúc nhích, khóe môi nở một nụ cười hiền hòa. Khán giả thấy vậy, trái tim sắp vọt lên họng, trên mặt toàn là lo lắng, bởi vì Đại sư Thích Ngôn là hy vọng cuối cùng của bọn họ, nếu Đại sư Thích Ngôn lại bị đánh bại, vậy thì chỉ sợ là không có ai ở đây có thể đánh lại Taro Yamamoto. Khi khoảng cách của Taro Yamamoto ngày càng gần với Đại sư Thích Ngôn, anh ta nhếch miệng cười lạnh anh ta thấy đại sư thích ngôn chẳng khác gì hai người trước đó, tất cả đều chỉ là đống rác một chiêu là gãy. Nhưng một giây sau, ngay khi Taro Yamamoto sắp đá trúng đại sư thích ngôn, chỉ thấy tay phải của đại sư thích ngôn nắm chặt lại, dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay bắt lấy chân Taro Yamamoto, khiến cho đòn đá dữ dội này ngừng lại ngay lập tức. Cảnh này khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều ngẩn ra. Đại sư thích ngôn châu bỏ quá. Ngầu quá, đại sư thích ngôn ngầu quá trời đất ơi vậy mà lại đỡ được đại sư thích ngôn không hổ là cao tăng phái thiếu lâm chỉ trong khoảnh khắc tất cả mọi người đang ngồi đều sôi trào nhảy cẫng lên hoan hô phải biết rằng trước đó triệu hách và đàm nhất trác đều bị taro yamamoto đánh bại chỉ bằng một đòn mà bây giờ đại sư thích ngôn lại có thể đỡ được đòn này của taro yamamoto hơn nữa còn chẳng xây xước gì điều này đã đủ cho bọn họ càng thêm kỳ vọng taro yamamoto biến sắc vội vàng dùng lực thu đùi phải lại anh ta biết tên hòa thượng đầu chọc trước mắt này là cao thủ hẳn là khó đánh hơn hai người trước đó cho nên lúc này taro yamamoto không dám chủ quan nữa vội vàng bày thế karate phát động tấn công với đại sư thích ngôn đại sư thích ngôn thong dòng đánh nhau trực diện với taro yamamoto từng đòn tung ra không hề rơi xuống thế yếu thậm chí sau khi đại sư thích ngôn tung các ngón thiếu lâm long chảo thủ thì đã dần chiếm thế thượng phong khiến taro yamamoto ăn đau không ít Taro Yamamoto vốn luôn chủ động ra đòn nhanh chóng bị đại sư thích ngôn áp đảo. Thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người đều kích động không thôi, cố gắng gieo hò, trợ uy cho đại sư thích ngôn. Matsushima Kazuki hơi híp mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh ta biết nếu cứ như vậy, chắc chắn Taro Yamamoto sẽ thua ngay. Nghĩ tới đây, Matsushima Kazuki ra lệnh với một nam sinh giới karate đứng bên cạnh Yoshino, em đi giúp Taro Yamamoto đi. Vâng. Yoshino khẽ gật đầu, không nói hai lời mà tấn công đại sư thích ngôn. Sau khi Yoshino gia nhập, hai người bắt đầu liên thủ tấn công, mà đại sư thích ngôn vốn đang chiếm ưu thế nhanh chóng bị đánh cho tơi bời, thậm chí chỉ có thể chuyển từ thế tấn công thành thế phòng thủ. Mọi người thấy vậy thì tức gần chết. Đồ khốn, chúng mày là lũ vô liêm sỉ, đã bảo một với một mà còn chơi như vậy. Đờ mơ, Matsushima Kazuki, chúng mày quá đáng rồi đấy, hai đánh một, có biết xấu hổ là gì không thế? Matsushima Kazuki, tạo XXX cả lò nhà mày, chúng mày đừng có hèn hạ vậy được không? Đám người kia trừng mắt với Matsushima Kazuki, nhao nhao mắng to. Nhưng Matsushima Kazuki lại làm lơ mấy lời mắng kia đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh. Thứ anh ta muốn là chiến thắng, thằng không từ thủ đoạn. Theo thế liên thủ hoàn hảo của Taro Yamamoto và Yoshino, đại sư thích ngôn bắt đầu lùi lại liên tục, khi sắp không chịu nổi nữa, chỗ khách quý bóng có một giọng nói vang lên, đại sư Thích Ngôn, bần đạo tới giúp ông đây. Ngay sau đó, mọi người lại thấy đạo trưởng Hướng Hư rút cây kiếm dài sau lưng ra, nhảy vọt lên sàn đấu đứng cạnh đại sư Thích Ngôn, liên thủ đánh lại hai người Yamamoto, thoảng cái đã giảm bớt áp lực cho đại sư Thích Ngôn, thậm chí thực lực của hai người còn nhỉnh hơn cả Taro Yamamoto và Yoshino. Chỉ trong chớp mắt, thế cục lại đảo ngược lần nữa biến thành hai vị đại sư áp đảo yamamoto và yoshino hay đánh hay lắm đạo trưởng hướng hư mau chém chết lũ khốn này đi mọi người lập tức khen hay kích động vỗ tay mà đạo trưởng hướng hư và đại sư thích ngôn cũng không khiến bọn họ thất vọng sau một đợt tấn công dữ dội bọn họ đã đánh ngã taro yamamoto và yoshino lăn quay trên đất xem tình huống vậy thì hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đứng lên được hay lắm toàn trường lập tức gieo hò cả đám đều kích động gần chết. Cơn tức bị đè nén lâu như vậy, bây giờ đã có thể xả giận vào hai kẻ bại trận là Yamamoto. a di đà Phật, cảm ơn, đạo trưởng hướng hư đã ra tay giúp đỡ. Đại sư thích ngôn nhìn đạo trưởng hướng hư, khẽ cười nói. Nên làm thôi, đạo trưởng hướng hư lắc đầu cười một tiếng. Sau đó hai người lại nhìn về phía Matsushima Kazuki, trong mắt lóe lên tia căng thẳng. Bởi vì trực giác nói cho bọn họ biết, Matsushima Kazuki mới là kẻ đáng sợ nhất. Ái chà, khá là thú vị, rốt cuộc vẫn có hai kẻ đánh được. Matsushima Kazuki híp mắt, cười lạnh nói. Matsushima, cậu muốn đánh với ai trong số hai chúng tôi trước? Cậu yên tâm, chúng tôi không vô liêm sỉ như cậu, lấy hai đánh một áp bức người ta đâu. Đạo trưởng hướng hư chừng mắt nhìn Matsushima Kazuki, lạnh giọng nói. Ha ha, không cần lằng nhằng vậy đâu, hai người các ông cùng lên đi. Matsushima Kazuki cười lạnh lắc đầu, khinh thường nói. Anh ta vừa dứt lời, cả đạo trưởng hướng hư lẫn đại sư thích ngôn đều ngẩn ra. Mẹ nó, kiêu căng quá rồi đấy. Hai vị đại sư, mau đánh lũ chó nhật này đi. Hai vị đại sư, tuyệt đối đừng nương tay, để thằng khốn này biết sự lợi hại của võ thuật hoa hạ chúng ta. Đúng vậy, mau đánh chết nó đi, để cho nó lết từ đây ra ngoài audio điện tử võ tấn bền hết chương 200